Tập 1. Thế giới này luôn tồn tại những người không ngừng thu hút sự chú ý từ người khác. Túng cái quần lại là đứng trên đỉnh cao xã hội và Suzune cùng Kazuki chính là hai người như thế. Bọn họ là thành viên chủ chốt của hội học sinh. Danh tiếng lẫy lừng đi đến đâu ai cũng ngước nhìn. Song vẫn có những người hoàn toàn bình thường chẳng mấy ai biết đến sự tồn tại của họ. Usato là một thằng học sinh ảm đạm nhất trong số những người bình thường tồn tại ở trường học này. Ngày hôm ấy mưa tầm tã, Usato ướt sũng do xả thân đi cứu cái tổ chim. Đến khi trở về chiếc ô của cậu tự ẩn thân chi thuật biến mất, đang đắn đo bối rối về việc nên tăng xin giảm mua tích cực cầm nhầm hay không thì may mà ở trường học vẫn còn người usato cũng không ngờ vì lần này mà mình lại được gặp hai idol giới trẻ của trường hơn nữa còn được kazuki cho mượn ô cùng nhau đi về giờ mà kể ra cả trường sẽ phát ghen với cậu mất cả đoạn đường đi ba người đã cùng nhau chuyện trò rất nhiều hai người này quả thật khác hoàn toàn so với tưởng tượng của usato cũng phải thôi hình tượng của họ khi ở trường trông khó gần như thế cơ mà đang cùng nhau bàn về vấn đề thành tích Đột nhiên ông cháu Usato lại không thèm kiêng nể mà hỏi trực tiếp hai người kia có phải là đang hẹn hò không. Quả thật vấn đề này vẫn luôn được mọi người trong trường thì thầm to nhỏ nhưng Usato lại là người dám hỏi trực tiếp như thế. Suzune có chút bất ngờ sau đó hai chị em chối thẳng không phải chim chuột gì cả. Để lãng đi không khí ngượng ngùng này, Suzune bèn đổi chủ đề hỏi xem hai thằng đệ đã nghĩ gì về tương lai sự nghiệp sau này chưa thì dường như cả bọn chưa ai có ý định gì cả. Suzune bảo chị mày cũng thế điều này khiến Usato có chút bất ngờ vì lẽ ra một học sinh cuối cấp hơn nữa lại tài giỏi như hội trưởng thì phải có định hướng từ rất lâu rồi chứ. Suzune không phủ nhận quả thật mọi mục tiêu cô đặt ra đều đạt được rất nhanh, đôi lúc cô còn cảm thấy mình không thuộc về thế giới này nữa. Cuộc trò chuyện đang diễn ra đột nhiên Suzune cùng Kazuki lại nghe thấy một tiếng chuông kỳ lạ hơn nữa càng ngày lại càng lớn. Tuy nhiên Usato u u cạc cạc ba chấm hỏi chấm chả nghe thấy cái tiếng gì, không để cho họ hoang mang quá lâu một vòng tròn ma thuật liền xuất hiện dưới chân cả ba. Trái với vẻ hoảng loạn của hai chàng trai sau khi tưởng tượng ra viễn cảnh ở thế giới mới, Suzune phấn khích đến mức không thể giấu nổi nụ cười mất dần nhân tính. Khi ngơ ngác tỉnh dậy thì cả bọn đã ở một nơi hoàn toàn xa lạ có thể thấy đây là một thế giới khác. Xem ra bà chị già Suzune kia vẫn chưa ý thức được sự an nguy của bọn họ hứng thú ra mặt đối với nơi này. Người ngồi trên ngai vàng trước mặt họ chính là quốc vương của vương quốc Linger. May mà ông không phải là một người thượng đẳng xấu tính như những bộ xuyên không khác. Quốc vương trấn an cả ba rồi từ từ giải thích tình hình hiện tại cho họ ba người vận họ được triệu tập đến vương quốc này với tư cách dũng sĩ vừa nghe hai chữ dũng sĩ bà chị suzune hệt như hái được vàng hứng thú thấy rõ tuổi thì già hơn hai đứa kia mà tâm hồn lại trẻ con nhất đám còn đâu là hình tượng hội trưởng hội học sinh ngầu lòi lạnh lùng tài giỏi trong mắt thằng em tầm thường như usato nữa chuyện sửa chuyện xưa bắt đầu hai năm trước vương quốc này đã từng bị quỷ vương tấn công lần đó bọn họ đã anh dũng đẩy lùi được chúng tuy nhiên đến hiện tại quân đội của quỷ vương thăng tiến không ngừng thế nên quốc vương đã dùng cấm thuật để triệu hồi cả ba tới thế giới này vừa nghe xong suzune đã phấn khích đến mất kiểm soát phần con chiếm hết luôn phần người nhưng kazuki lại chẳng mấy hứng thú với nơi này cậu rất bất bình khi bọn họ tự ý đưa cả ba đến đây mà chưa hề hỏi qua ý kiến kazuki kiên quyết muốn đám người ở thế giới này đưa cả ba về lại nơi cũ ngay và luôn mà đời nào có như mơ vì quốc vương hết tiền nạp tiếp nên hiện tại bọn họ chỉ có thể triệu hồi dũng sĩ chứ trả về như nào thì ông đây cũng chịu ông già này cứ ngang nhiên triệu hồi người đến mà chẳng có khả năng để đưa họ trở về xem ra câu chuyện đã đi vào ngõ cụt bọn họ chẳng thể nào thương lượng tiếp được nữa ngôn từ bất lực thì bạo lực lên ngôi kazuki cay mà chẳng làm được gì vừa định tiến lên động thủ tay chân một chút thì vô số binh lính xung quanh đã chĩa giáo vào người bọn họ usato nhanh chóng bước lên cố gắng dập tắt cơn giận của anh bạn dường như thấy cậu không có thái độ hợp tác quốc vương liền tiến đến mặt cả ba người rồi quỳ xuống đảm bảo rằng ông sẽ tìm cách đưa ba người trở lại thế giới cũ sớm nhất có thể từ đây đến lúc đó mong họ có thể giúp đỡ Nhìn thái độ này có vẻ cả ba đã không còn đường nào lui nhưng Suzune vẫn còn thắc mắc vì sao bọn họ lại là người được chọn. Thì ra tiếng chuông lần đó chỉ có những tài năng nhất mới có thể nghe thấy, ơ thế Usato chỉ là qua tặng kèm vô tình lọt chân vào thế giới này thôi à. Sau khi nắm được vài thông tin cơ bản của nơi này, cả ba đã được đo sức mạnh phép thuật bằng một viên pha lê. Người hứng thú với hoạt động này nhất không ai khác chính là bà chị kia. Cô chạm nhẹ vào quả cầu thủy tinh ngay lập tức một ánh sáng vàng chói lóa liền hiện ra, điều này có nghĩa là khả năng phép thuật của Suzune chính là sấm sét. Người tiếp theo thử sức là Kazuki, năng lực của cậu là ánh sáng, thứ phép thuật này vô cùng hiếm gặp hơn nữa cũng chính là công cụ đắc lực để chống lại ma vương. Và người cuối cùng là Usato, cậu đặt tay lên quả cầu phép thuật nhưng chẳng hy vọng gì nhiều, chỉ mong nếu có thì đừng phế đến mức bóp giái đồng đội là được. Quả cầu ngay lập tức biến thành màu xanh tựa như ngọc lục bảo nhưng chẳng hiểu sao que lại xanh mặt. Sau ngay giây sau liền lôi Usato đi bẩm báo, thấy vẻ mặt hoang mang của que về thuộc tính của Usato quốc vương liền buông lời chơi đùa. Đừng nói là cậu ấy có sức mạnh điều khiển bóng tối nha, vừa nghe đến màu xanh lá nhà vua liền hoảng hốt các binh lính xung quanh cũng vội vàng bàn tán sau nghe lập tức liền gào thét đưa Usato rời khỏi lâu đài càng sớm càng tốt riêng mỗi Usato vẫn như con nai vàng ngơ ngác cậu không hiểu bản thân rốt cuộc là đã sở hữu thuộc tính gì mà lại chấn động như vậy đúng lúc này cửa được đá mạnh ra thật không ngờ sức mạnh to lớn này vậy mà đến từ một người phụ nữ tóc xanh nhìn thấy cô ấy mọi người như nhìn thấy tử thần ai cũng toát hết mồ hôi hột Rosa bước vào chẳng thèm quan tâm ai trực tiếp hội đức vua về dũng sĩ nhìn thấy Usato cô liền thắc mắc nhưng đức vua vội vàng chối ông ấy nói rằng cậu chỉ là người bị vướng vào do lỗi kỹ thuật bên họ mà thôi josa cũng chẳng thèm hỏi nữa quay sang giới thiệu với Usato cô tên là Rosa đang phục vụ dưới cương vị đoàn trưởng đoàn cứu mệnh quốc đứng trước áp lực to lớn này Usato đến một cái cử động cũng chẳng dám chỉ dám thẩm phán xét chồng cô ấy giống đoàn đoạt mệnh hơn là cứu mệnh đó xong Rosa liền đi theo Queasy si đến chỗ hai dũng sĩ hàng diêu quốc vương nhẹ lòng hẳn ông liền cho người chuẩn bị phòng để Usato nghỉ ngơi trước rồi tính tiếp ấy vậy mà thằng nhóc này lại báo. Vì tò mò về thuộc tính của mình Usato một miệng hỏi màu xanh lá có nghĩa là gì, sau khi cậu nói xong lời này, mọi người xung quanh đều xịt keo cứng ngắc, thôi toang rồi, Rosa nghe xong hai mắt liền sáng rỡ. Con muốn mang cậu nhóc này về nhà, dường như hiểu rõ tên này định làm gì. Nhà vua liền ra lệnh cho Quexi si mau dùng phép thuật giải cứu Usato. Chẳng có tác dụng gì cả, mới 5 phút cô ấy đã bắt kịp được cậu, khuôn mặt Rosa hớn hở hơn hẳn cô ôm cậu nhóc trong tay rồi khẳng định bản thân nhất định sẽ nuôi dạy nó trở thành một pháp sư trị thương chính thức quốc vương nghe xong cũng đành bất lực vốn dĩ usato không dính đến vụ này nên ông không muốn cậu nhóc bị mang đi vậy là cậu đã chính thức được đưa đến đoàn cứu mệnh một nơi rất xa với lâu đài còn nói về thuộc tính của usato màu xanh lá nghĩa là chữa lành là pháp sư trị thương cực kỳ hiếm còn về phía usato cậu đã được rosa đưa về đoàn cứu mệnh mọi người ở đây ngoài rosa ra còn năm thằng được dựa khác sau màn giới thiệu không khác gì sắp ăn thịt thằng bé đến nơi Usato đã rén đến mức nước mắt tràn khóe mi rồi. Nhìn Usato rén xanh mặt Sosa liền tung một cước giải cứu thằng nhỏ nhưng ngay lập tức liền bị bọn họ phản bác. Đây chỉ mới là giới thiệu trò hỏi thân thiện thôi mà. Đâu thể gọi là bắt nạt được. Năm người bọn họ cũng là thuộc cấp của Sosa nhưng không có khả năng trị thương. Ngoài họ ra còn hai người nữa cũng giống Usato. Vậy nên chị đại Sosa sẽ là người kèm cặp cậu trong suốt quá trình này. Chưa cần biết người phụ nữ này như thế nào nhưng bản năng đã mất cậu rằng nhất định không nên dính dáng. Ấy vậy mà Sosa chẳng thèm quan tâm đến những nơi xin sỏ của cậu quyết định mai sẽ bắt đầu tập luyện ngay và luôn, cứ như thế. Ngày đầu tiên của cả bọn ở thế giới này đã kết thúc, tuy chẳng biết tương lai sẽ thế nào nhưng cứ vạn sự tùy duyên vậy. Tập 2 Ngày hôm sau vừa sáng sớm hai người kia đã đến thăm Usato. Cho chuyện một chút cả hai đã phải trở lại lâu đài để luyện tập, nhờ những lời đe dọa hôm qua. Nào là địa ngục trần gian nào là bà la sát đúng nghĩa, bây giờ mỗi khi chạm mặt bà già Rosa, Usato hoàn toàn không thể nào khống chế được bản thân, từng tế bào thần kinh dường như căng cứng lại nhưng josa lại không phải người quá nghiêm khắc như thế trừ khi huấn luyện thì josa rất thoải mái nhờ vậy usato cũng an tâm vài phần sáng sớm trước khi bước vào buổi huấn luyện địa ngục josa đã đưa cho cậu một cuốn nhật ký và nói rằng mỗi ngày huấn luyện những gì như thế nào usato nên ghi hết vào trong đấy sau khi ăn sáng buổi huấn luyện đầu tiên chính thức bắt đầu ngày một dường như khá dễ thở với usato cậu chỉ việc cảm nhận ma thuật trong cơ thể và đọc một cuốn sách dày đến mức có trọi chết chó là được nó hệt như một quyển từ điển của thế giới này vậy đến ngày hai việc cậu làm chỉ có chạy chạy đến hoa cả mắt, ngã thì bà chị kia lại đến chữa thương rồi lại chạy tiếp, chạy đến khờ người luôn, đến ngày 4, Cứ Ngỡ đã được học cái gì thú vị hơn. Nào ngờ lại là chạy như lần này là chạy cùng năm thằng được dựa chung nhà. Đối với một học sinh không thể nào bình thường hơn như Usato thì việc vận động với tần suất Superman này thật sự rất quá sức, rất nhanh cậu đã bị mọi người bỏ xa một đoạn. Mỗi ngày cứ thế trôi qua, mãi đến ngày thứ 8 việc mà cậu phải làm vẫn chỉ có chạy. Ấm ức đến mấy cũng chẳng thể đánh lại bà già kia vậy nên Usato tội nghiệp chỉ có thể dùng cuốn nhật ký kia mà giải bày tâm sự thôi. Nhưng đến ngày thứ 9 pháp thuật của cậu đã phát huy một chút tác dụng, nhờ Rosa đánh đến bầm dập mỗi khi không thể chạy nữa, thế nên phép trị thương của cậu cũng dần xuất hiện nhờ vậy mới đỡ đau hơn chút ít, hơn nữa mỗi khi chạy với cả nhà cơ thể Usato cũng không còn dã rời như trước nữa. Đến ngày thứ 11, cuối cùng cũng có thêm bài tập mới cho cậu nhưng cũng chẳng thú vị hơn là bao chính là chống đẩy. Nhìn thấy sự uất ức trên khuôn mặt thằng nhóc Rosa giải thích rằng cậu phải chạy hàng ngày là để khi lên chiến trường quen với việc ưu tiên cho bản thân chạy thoát, sau đó mới là chạy nhanh để cứu lấy mạng sống đồng đội. Ngày 14-15 Rosa đã nâng cấp bài tập bằng cách cho Usato mang thêm tạ. Cậu nhóc cũng rất nhanh thích nghi với cái nặng của tạ, sau một ngày chạy về, Usato thở như chó, vậy mà thằng khứa tong lại nỡ lòng ăn chén sạch hộp cơm hộp của cậu. Giờ thì méo cần quan tâm đàn anh đàn em gì nữa đâu, ông đây đánh tất. Đây cũng xem như Usato đã sớm thích nghi được với môi trường ở nơi này rồi, đến ngày 21 bài tập ngày càng khắc nghiệt hơn vừa hay hôm đó kazuki và suzune cũng đã đến thăm cậu nhìn chàng trai hiền khô ngày nào giờ lại đang chống đẩy cùng một tảng đá to và bà chị josa trên lưng cả hai không khỏi há hóc mùm kazuki sốc đến mức khó tin vào mắt mình còn bà chị lầy lội suzune chỉ chăm chăm vào cơ bắp của đàn em biến thái đến mức mắt phát sáng miệng không ngừng nhỏ rãi trái với những ngày đầu sau ba tuần tập luyện usato đã có gan bật lại đoàn trưởng đúng như dự đoán josa không thèm thương hoa tiếc ngọc tặng luôn cho cậu một tảng đá to tổ bố Hành động này của Rosa không có tình người đến cả lão Sylis cũng bất bình. Ông ấy không kìm nổi tức giận bay thẳng đến cảnh cáo Rosa đừng có hủy hoại tương lai của đám trẻ, vốn dĩ Rosa có cách làm của riêng mình. Hơn nữa đây không phải là hủy hoại cô đang trong quá trình đào tạo ra cánh tay phải của bản thân. Người đàn ông khi nãy chính là tổng chỉ huy của vương quốc tên là Sylis. Ông ấy cũng là người dạy kiếm thuật cho Suzune và Kazuki. Ngoài ra đi cùng bọn họ còn có công chúa Celia không những đáng yêu cô còn rất chu đáo khi đã chuẩn bị bánh cho cả bọn. Vừa nghỉ vừa nói về chủ đề luyện tập, Kazuki nhìn thấy một màn hồi nãy có chút hoang mang sờ tai cho thằng bạn mình nhưng Usato bảo nay đã rất may mắn rồi, như mọi ngày thì khắc nghiệt hơn rất nhiều. Còn về hai dũng sĩ bọn họ không chỉ luyện tập kiếm thuật mà còn được que si dạy phép thuật, trái với sự dịu dàng của người trong lâu đài. Bà già Josa chẳng khác gì ác quỷ ép Usato tập luyện đến sức cùng lực kiệt, mới ngày nào còn là một chàng trai bình thường giờ muối nào đã ra muối đó Suzune nhìn mà phát thèm. Tuy nhiên suy si cho cùng ở đây cũng rất vui, mặc dù những ngày đầu cậu luôn có ý định bỏ trốn nhưng dần dần đã thích ở chung với mọi người hơn nữa còn có thể tìm thấy niềm vui trong việc luyện tập lúc này đột nhiên tong ở đâu xuất hiện anh ta muốn trục lỗi về vụ hộp cơm nhưng khứa usato thì thù dai như đỉa thế là trận chiến căng cực lại bắt đầu một lần nữa thấy usato không ngừng cố gắng như vậy suzune và kazuki không muốn bị bỏ lại phía sau liền khẩn trương trở lại lâu đài luyện tập tối đó usato đang ngâm bồn chợt nhận ra cơ thể mình thay đổi rất nhiều quả không bỏ công ác quỷ josa kèm cặp từng ngày đến hiện tại chính usato cũng dần ý thức được vai trò của bản thân trên chiến trường Thế nên liền Hạ quyết tâm phải cố gắng hết mình vì đồng đội và vì bản thân, đặc biệt cậu phải bảo vệ an toàn cho Suzune và Kazuki để cả ba còn cùng nhau quay về. Sáng hôm sau lịch trình huấn luyện của cậu có chút thay đổi, lần này không phải hoạt động thể chất nữa mà sẽ được đi thực nghiệm luôn. Rosa dắt Usato đến bên một vách đá lớn, bên dưới là khu rừng hắc ám Linger, nơi nối liền giữa vương quốc và khu vực của Ma vương, cấm quay lại cho đến khi cậu bắt được gấu xám lớn. Lời Rosa vừa nói ra Usato liền tá hỏa Game lần này hơi khó mới được học chạy mà giờ lại kêu cậu tay không đi bắt gấu. Usato quyết phản kháng đến cùng nhưng Rosa thì không kiên nhẫn như thế, cô trực tiếp ném thẳng cậu xuống khu rừng kia. Tập 3. May mà có khả năng trị thương bảo vệ lấy bản thân nếu không vừa rơi xuống Usato chỉ còn mỗi cái xác thôi rồi. Chưa kịp nghiên cứu địa hình, vừa nhắc gấu xám gấu xám liền xuất hiện không chỉ một con mà là bà con một lượt, hơn nữa còn to gấp đôi Usato, hết cách cậu chỉ biết chạy để thoát thân. May mà cuối đường có một thác nước lớn, nhờ vậy Usato mới thoát chết một lần. Trong ba lô mà Rosa chuẩn bị cho cậu có một con dao, đồ ăn sẵn và một bình nước nhưng lại tuyệt nhiên không có gì để nhóm lửa, trăm phần trăm bà chị cố tình làm khó cậu. Hơn nữa cái bánh mì kia còn cứng đến mức có thể trọi chết gấu xám chứ chả đùa. Đến ngày thứ hai cậu đã cẩn thận đi tìm lãnh thổ của quái vật, rất nhanh phát hiện dấu cào của gấu, bụi cây trước mặt cũng lung lay động đậy. Usato liền lên tinh thần một trọi một nhưng chủ nhân của tiếng sột soạt kia không phải gấu lớn mà chỉ là một con thỏ đang bị thương. Usato tốt tính liền giúp nó tiện thể thu nạp được thêm một người bạn đồng hành nhờ nó giúp đỡ tìm vị trí hang ổ của gấu cũng dễ dàng hơn hẳn. Lúc này nước ngọt mà Rosa chuẩn bị cho cậu đã hết sạch, hết cách Usato chỉ dành uống bừa nước tại con sông gần đó. đã hơi nghi nghi rồi mà đúng như dự đoán vài tiếng sau bụng cậu đau đến quằn quại, dù có dùng đến phép trị thương cũng chẳng thể chữa khỏi. Qua ngày hôm sau như biết được tình trạng của cậu, thỏ con liền dẫn cậu đến một nguồn nước có thể uống được. Chưa vui vẻ được bao lâu đột nhiên cả người nó run lên cầm cập. Usato bán tín bán nghi đi theo thỏ con lên một cái cây to rồi quan sát xung quanh. Vừa nhìn thấy sinh vật kia Usato cũng run lên bần bật, đó là một con bạch xà khổng lồ, cơ thể nó to gấp hai lần những cái cây cổ thụ quanh khu rừng hơn nữa lại còn rất dài, Usato căng thẳng đến mức chẳng dám thở mạnh. Bốn ngày sau đó Usato chỉ dành toàn bộ thời gian để quan sát gia đình gấu, tuy nhiên trong lòng cậu vẫn có chút bồn chồn về con rắn kia. Đúng cái ngày cậu hạ quyết tâm sẽ ra tay với gia đình gấu để được nhanh trở về hòa nhập cộng đồng thì một cảnh tượng kinh hoàng đã khiến Usato sốc đến tận óc, không ngờ lại có kẻ cũng đang nhắm đến mục tiêu của cậu lại còn ra tay rất tàn ác nữa. Xem qua hiện trường một chút Usato liền kết luận được ngay chắc chắn là do con rắn kia gây ra, hơn nửa sau khi giết hai con gấu lớn nó còn chẳng thèm ăn. Điều này chứng tỏ nó chỉ muốn thỏa mãn thú tính của bản thân thôi, cũng may con gấu nhỏ do bị chôn vùi dưới lớp đất đá thế nên may mắn giữ được mạng. Để vụt mất con mồi khiến cậu sầu não một phần nhưng cảnh tượng gấu con gào lên đau đớn khi phát hiện mình chẳng còn cha mẹ lại khiến cậu buồn thêm 10 phần nữa. Thế là Usato đã hạ quyết tâm chén luôn em rắn nuột nà kia, những ngày sau đó bằng số tài nguyên ít ỏi của mình. Usato đã tạo ra được một cây giáo nhọn rồi nhờ thỏ nhỏ chỉ hướng đi tìm con rắn kia, Usato còn căn dặn sau khi tìm thấy nó thỏ nhỏ nhất định phải chạy tới chỗ trốn nào cho kỹ. Sau khi đến được chỗ con rắn, Usato có chút sừng sốt khi thấy con gấu con kia đã sớm đến đây để trả thù cho ba mẹ mình, nhưng làm sao mà có cơ hội thắng vì nó còn bé tí xíu, tuy đã chuẩn bị rất kỹ nhưng con rắn với cái sắc khí kia khiến Usato định cúp đít bỏ trốn. Nghĩ là thế nhưng so với con quái vật đầu xanh ở đoàn cứu mệnh thì chẳng là gì cả, với vài đòn đánh đầu tiên vì đã sớm chuẩn bị từ trước nên Usato rất nhanh giành lấy lợi thế, cướp đi được một bên mắt của con quái vật. Nhờ đó ở đòn tiếp theo Usato cứ thế lao vào điểm mù mà Tung Chiêu như người tính không bằng Bạch Xà tính. Nó dường như đã nắm được Usato đang nghĩ gì thế là liền dụ cậu lao vào điểm mù, rồi dùng đuôi khiến khói bay mù mịt, nhờ đó thành công cạp luôn một bên tay của Usato. Nhưng thật không ngờ là nó vậy mà lại tiêm rất nhiều nọc độc vào cơ thể cậu, rất nhanh cơ thể đã có phản ứng kỳ lạ. May mà nhờ lần uống nước linh tinh Usato đã mở khóa được skin đối phó với chất độc kiểu này rồi sau khi giải quyết xong cánh tay thanh niên máu liều nhiều hơn máu não lại lần nữa lao thẳng về phía con rắn lớn lần này còn có sự trợ giúp của bạn gấu nhỏ nữa chứ nhờ có gấu con góp sức usato như tiếp thêm sức mạnh cậu tung hết sức để hạ gục con rắn rồi cuối cùng cả người gấu và rắn đều đã nằm gục xuống đất cứ ngỡ mọi chuyện đã kết thúc xuôi thay con rắn khổng lồ kia lại sống dai như đỉa usato cứ ngỡ vừa được qua thế giới mới giờ lại đi đến thế giới khác vào những giây phút cuối cùng của cuộc đời cậu đã dùng hết vốn từ của bản thân để chửi luôn cả gia phả của bà josa đáng ghét vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền có mặt. Chỉ với một cú đá, con rắn đã hoàn toàn quy tiên dưới sức mạnh của Rosa. Thì ra con thỏ con kia không phải vô tình bị thương mà làm quen với Usato, mà nó là cộng sự của Rosa. Nói cách khác, Kukuru chính là rắn điệp mà Rosa cài vào để đảm bảo an nguy cho Usato. Còn về con rắn khổng lồ kia, lý do mà Usato chưa từng thấy nó trong cuốn từ điển mà Rosa đưa cho là bởi vì nó là sản phẩm được tạo ra bởi binh đoàn quỷ vương đến cả tinh nhuệ quốc gia cũng không thể hạ gục được, vô cùng lợi hại và tàn ác. Ủa thế sao bà chị đạp một cái nó ngỏm bẹp dí ngay được vậy? Em gấu xanh sau ngày hôm ấy chẳng còn nơi nào để về, thế nên nhỏ liền ngỏ ý muốn đi theo bọn họ về đoàn cứu mệnh và sẽ là bạn đồng hành cùng Usato. Thế là bà chị vác hai thằng mỗi đứa một vai đi về, sau trận chiến ngoài dự tính hôm nay. Cuối cùng Usato cũng được Rosa tín nhiệm trao cho tư cách cùng cô chiến đấu trên chiến trường khốc liệt, chính thức trở thành cánh tay phải của Rosa. Tập 4. Usato sẽ là người cùng Rosa trực tiếp ra tiền tuyến cứu những binh sĩ bị thương. Nói cách khác chính là quân tiên phong, vừa nghe Usato đã thấy nặng chữ đôi vai. Đến hiện tại cậu vẫn còn nghi ngờ chính mình, sợ rằng bản thân sẽ không thể gánh nổi trách nhiệm này mất. Bên cạnh con gấu con vẫn ngủ o o chẳng quan tâm trời đất gì. Rosa nói vẫn còn chút thời gian nhưng cứ chuẩn bị sẵn tinh thần đi. Cùng lúc đó bên phía ma vương dần hoàn thành sự chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới rồi. Ngoài Amila sẽ là người trực tiếp chỉ huy bọn chúng còn có một tên tiến sĩ chuyên nghiên cứu những sinh vật kỳ quặc tên là Hiluk. Và con rắn kia chính là một trong những sản phẩm của hắn, tuy nhiên đó vẫn chưa phải là mạnh nhất để chuẩn bị cho cuộc xâm lược sắp tới hắn đã tạo ra một phiên bản vip pro hơn rất nhiều con rắn cũ sau khi bị tướng Silas đánh đuổi nên đã mất tích luôn rồi amila biết những tướng sĩ bên đó rất mạnh tuy nhiên điều cô ta lo ngại nhất chính là đám bắt cóc đám người này có mặt trên chiến trường nhưng không hề chiến đấu tuy nhiên lại có thể cứu người nhanh như chớp kẻ cầm đầu còn có một mối hận thù vô cùng sâu sắc với cô ta không ai khác là bà chị lực điền rosa tuy nhiên lần này amila không ra trận mà sẽ để lại cho pháp sư bóng tối bất tử hiệp sĩ đen quay lại đoàn cứu mệnh sau những ngày phải ngủ bờ ngủ bụi trên cây cuối cùng usato cũng có thể trở về lại cái giường thân yêu sáng sớm ra trước khi tập luyện sấp mặt cậu còn có một nhiệm vụ mới là cho bé gấu con ăn sáng bé gấu ham ăn hết phần chủ lại còn có thêm con thỏ phản phúc giúp sau mông mò ra xin ăn nhưng nhỏ dễ thương quá ai mà chịu được thế là vẫn phải cho nó ăn ké dô xa tới nhìn thấy cảnh thằng em bị gấu ngoạm tay vẫn vui vẻ trong đần hết biết quốc vương đã phê duyệt cho buzin ở lại vương quốc như một tài sản của đoàn cứu mệnh tuy nhiên phải có làm thì mới có ăn nhìn bộ mặt nham hiểm của bà chị gấu con sợ hú hồn chim én giúp vội vào đồng rơm thì ra nhiệm vụ của Bujin hàng ngày chỉ việc làm diễn viên đóng vai nạn nhân trên chiến trường sao cho giống nhất để Usato luyện tập. Tưởng thế nào chứ cái này thì dễ, nó chỉ việc ngủ ngon trên vai Usato là được. Sau khi hồi phục Usato lại tiếp tục chạy, mặc dù thêm con gấu béo trên lưng có chút nặng cơ mà chỉ cần chiêu chiêu giữ thể lực chạy thì game là dễ. Nhưng đời đâu như là mơ không chỉ vác thêm nạn nhân trên vai. Usato còn được mọi người trong đoàn phục kích cho chân thật mấy ông anh được mùa dùng đủ mọi chiêu trò để làm khó thằng em ông thì trong bụi rậm lao ra có ông còn độ thổ chi thuật cầm gậy phang tứ tung có ông chơi hẳn bom thối mới gớm bẫy gỗ nguy hiểm các kiểu đều quất hết đến bé thỏ cũng không tha cho cậu sau 4 tiếng trôi qua cuối cùng usato cũng gục hẳn không thể chạy thêm được nữa bình thường cậu phải trụ được nửa ngày mà nay mới chỉ mấy tiếng rosa giải thích đây cũng chính là thể lực thật của cậu khi tham gia chiến trường vì bối cảnh sẽ khiến con người gặp nhiều trở ngại như thể lực tâm lý bờ la bờ la nên cách để giải quyết chính là tập cho quen để đến lúc gặp thật khỏi đỡ bỡ ngỡ. Bà chị Rosa chữa trị cho cậu xong ra lệnh cho cậu buổi chiều vào khu phố và lâu đài chạy và tất nhiên phải vác theo em gấu. Đến buổi chiều Usato vác theo Bujin ngủ khò khò chạy nhông nhông trong thành, cứ ngỡ mọi người sẽ kỳ thị một đứa kỳ quặc như cậu nào ngờ họ kỳ thị cả đoàn cứu mệnh. Thật ra đoàn cứu mệnh đã nổi tiếng làm cho kỳ lạ đến mức người dân ở đây sớm quen thuộc với bọn họ. Usato cũng không ngờ người dân dễ dàng tiếp thu như thế, Bujin đang ngủ thì đánh hơi ra gì đó mắt phát sáng chỉ chỉ Usato. Ra là nó đòi ăn cơ mà anh đây nay không mang tiền chú em chịu khó vậy. Usato nhân tiện thắc mắc hỏi sao cậu đang vác hẳn một con quái vật mà mọi người không làm ẩm lên. Thì bà chủ quầy phổ cập cho cậu chỉ cần nhìn trang phục đã biết cậu đến từ đâu. Chưa kể mấy ông anh kia còn điên dại hơn Usato nhiều. Bà năm nay hơn 70 tuổi bà nhìn cái cảnh này quen quá rồi nên cậu không phải phờ lo. Trước khi cậu rời đi Bujin còn được tặng cho một quả pe phun thỏa mãn cơn thèm. Đang chạy tiếp để vào lô đài thì bỗng đâu ra ông anh giặt dẹo đuổi theo gọi lại. Cơ mà thằng cháu nó điếc mãi không quay đầu. Trên lưng vác hẳn cho gấu béo mà chạy gấp mấy lần ông anh, đến khi phát hiện ra có người đằng sau thì ông anh đã lên cơm đau tim suýt ngất rồi. Thì ra đây là Oga, anh cũng là pháp sư trị thương như cậu hơn nữa còn có một người em gái. Và hai người họ chính là hai pháp sư mà Zosa đã nhắc đến trước đó. Tuy nhiên do thể lực quá yếu bọn họ chỉ có thể làm hậu phương trên chiến trường mà thôi, sau khi trò chuyện cùng Oga Usato lại tiếp tục chạy. Điểm đến tiếp theo của cậu và Bujin chính là chỗ của Suzune và Kazuki, lần này Bujin giật hết xì potline của Usato. Suzune từ khi thấy cục bông ấy cô chỉ dán mắt vào nhỏ. Usato gì view con này nó ngoan lắm lỡ mà bị cắn thì để em chữa cho. Suzune cực kỳ tự tin vì hoàng quang nữ chính của mình định sờ một cái chưa kịp chạm tới Bujin đánh tay cô lệch qua chỗ khác. Nó khinh nó còn chẳng thèm mở mắt nhìn. Suzune sốc cơ mà là do được chạm tay nhỏ. Lần này cô vừa gọi tên vừa chìa tay ra và rồi bị Bujin ngoạm nguyên bàn tay. Usato ngượng ngùng đoán chắc do tâm hồn chị không còn trong sáng nữa. Vừa dứt mồm thì thằng cu con nó ngoạm cả tay anh như và mặt. Thấy tay Suzune bị trai phù Usato ân cần chữa trị vết thương ở tay do tập kiếm cho cô khiến bà chị ngượng đỏ mặt. Thả Thính hỏi thằng em đến để gặp mình đúng không cơ mà nó thật thà quá bảo chị nhầm rồi. Hôm nay Usato đến có chút không đúng lúc vì Kazuki đã rời khỏi vương quốc để đi huấn luyện tích lũy kinh nghiệm chiến đấu cùng Sylis mất rồi. Sau một lúc nói chuyện, Usato lại tiếp tục ôm cục bông đang ngủ ngon kia chạy vòng vòng khắp vương quốc, nói về Suzune, lần này cô thật sự cảm thấy rất vui vì Usato đã mở lòng nói chuyện với cô mà không cần câu nệ như lúc trước nữa rồi. Dường như khoảng cách của cả hai cũng dần tan biến, sau khi biết được hai người họ vì vương quốc này mà đã dốc hết sức, Usato cũng không muốn bị bỏ lại phía sau, thế nên đã hạ quyết tâm hoàn thành thật tốt nhiệm vụ của mình trên chiến trường khốc liệt. Tập 5. Một ngày mới nữa lại đến, vì nhận được lệnh từ nhà vua Josa bất đắc dĩ phải cho Usato đi cùng tổ đội Suzune gồm dũng sĩ Azuku và pháp sư Colin. Trước khi lên đường Josa căn dặn mọi người không nên phụ thuộc vào phép trị thương của Usato. Nếu nó là vết thương chí mạng thì chỉ có hẹo luôn chứ không có cơ hội thứ hai đâu vì thằng này giờ nó còn cùi lắm." Nói xong Rosa liền bỏ đi. Mặc dù chưa tiếp xúc với người phụ nữ này lần nào, tuy nhiên khi nhìn thần thái đó Suzune đã có thể khẳng định Rosa chắc chắn là rất mạnh. Còn về phía Kazuki vừa mới trở về sau cuộc thực chiến cậu lại lao đầu vào luyện tập, điều này đã khiến công chúa Celia lo lắng rất nhiều. Sau một lúc giải thích cuối cùng Celia mới an tâm để Kazuki tiếp tục tập luyện, xong cô nàng đỏ mặt bỏ đi, về phía Usato. Cả bọn đang trên đường đi đến khu rừng hắc ám Linger. Vì nơi này đã từng là nhà của Bujin thế nên Usato có chút quan ngại. Đang trong cơn suy nghĩ thì Suzune lại muốn lần nữa chạm vào gấu xanh, biết Bujin không thích thế nên Usato liền thay mặt gạt tay bà chỉ ra. Điều này khiến Suzune rất ư là tổn thương, mà vừa hay cũng đánh thức cục bông nên Usato đuổi nó xuống đất tự đi. Có lẽ vẫn còn say ngủ thế nên nhóc bốn chân này cứ loạn trọng hệt như mấy ông già say rượu. Quốc vương dụng lần này, Suzune liền muốn làm thân với Bujin. Thế là liền muốn cõng nhóc ấy thay cho Usato, Ai có ngờ đâu cục bông này lại ngủ nhiều quá nên tích khá nhiều mỡ. Vừa leo lên đã đè Suzune bẹp dí, đi được một chút, bọn họ phát hiện có địch ẩn nấp, tuy nhiên không gặp phải là quá rừng mà là lũ sơn tặc đang có ý định cướp bóc. Chưa biết bọn chúng mạnh đến đâu nhưng nhìn tình hình này có lẽ là mạnh hơn đám Usato rồi, nhất là trong khoản võ mồm. Mùa rất điều luyện, Bujin thấy có người kiếm chuyện cũng bật mốt nhiều chuyện tình ngủ rồi chạy ra hóng hớt. Vừa thấy gấu xanh bọn chúng đã xanh mặt nhưng chỉ là gấu con nên cả đám lại tiếp tục múa võ mồm. Thấy bọn chúng đòi đụng đến cục bông đáng yêu kia Suzune phóng nhẹ một tia sét để cảnh cáo cả đám. Ấy thế mà bọn chúng lại không biết khó mà lui, cứ thế mà lao lên muốn quyết chiến. Thế là chỉ với một chiêu của Suzune đã khiến bọn chúng nằm dạp xuống đất sau khi xử lý được đám sơn tặc. Cứ ngỡ bọn họ đã bình yên, nào ngờ từ sau những bụi cây lại xuất hiện một bầy đảo chư, đám này đáng lẽ phải sống ở sâu hơn trong rừng mới phải. Bọn heo nhảy híp hốp lao tới đông hơn quân nguyên, dù Bujin đã lao vào bảo vệ Usato nhưng vì cứu Suzune nên hai đứa đã bị hút bay lên không trung. May mà nhờ có phép trị thương như một lá chắn của Usato thế nên cả hai mới bình an vô sự mà rơi xuống thác nước. Nhân lúc Usato chưa tỉnh Suzune liền choàng tay đỡ lấy cậu rồi bắt đầu đọc mấy câu thoại như anh hùng ở trên phim. Nào ngờ Usato lại tỉnh dậy sớm hơn dự tính khiến cô quê không biết giấu mặt vào đâu, vì đã từng có kinh nghiệm bị Josa quăng vào đúng nơi này. Thế nên Usato rất rõ địa hình ở đây, không chỉ có đám lợn khi nãy mà khu rừng này còn có rất nhiều quái vật nguy hiểm khác. Vì trời cũng đã sắp tối hơn nữa lại chuẩn bị mưa thế nên cả hai quyết định sẽ trú tạm ở hang gần đó. Đợi ngày mai sẽ lên đường trở về lâu đài. Tuy lần này không có thức ăn sẵn nhưng nhờ có phép sấm xét của Suzune có thể bắt cá và tạo ra lửa việc sinh tồn đã trở nên dễ hơn rất nhiều. Khi đang quay mặt sang nơi khác để Usato hong khô đồ, mặc dù đã cố hết sức nhưng Suzune vẫn không kìm được con thú trong người mình, cô lén lén đưa mắt về phía đàn em. Cái body kia mờ lem quá làm cô chảy hết nước miếng, một lúc sau, vì mùi cá nướng quá thơm thế nên cả hai đã vô tình chạm mặt một vài vị khách không mời mà đến, à không phải là một vài mà là một bảy mới đúng. Bọn chúng chính là khỉ độc Usato đã từng thấy chúng trong sách rồi. Vừa cảnh cáo Suzune rằng bọn khỉ này có độc thì quay sang bà chị kia đã vui vẻ chơi đùa rồi bị một trong số chúng đớp một miếng luôn rồi. Chuyện hai người họ mất tích rất nhanh đã được bẩm báo lại với nhà vua, Kazuki sau khi hai chuyện đã làm ẩm lên muốn cứu người. Cũng dễ hiểu thôi vì vốn dĩ ở nơi này bọn họ chính là những người thân của cậu ấy mà, nhưng chưa kịp đi thì đã bị Rosa ngăn lại. Cô tin thẳng đệ nhà cô, nếu Usato còn sống chắc chắn Suzune sẽ còn an toàn. Đúng như những gì đoàn trưởng Josa nói, hai chị em kia quả thật không gặp nguy hiểm gì cả. Vẫn sống nhân răng còn đang cùng nhau ăn uống nữa chứ, đêm đến nếu cả hai cùng ngủ sẽ có chút nguy hiểm. Thế nên hai người sẽ thay phiên một người canh gác và người còn lại sẽ đi ngủ, nhưng dường như trong hoàn cảnh này ngủ là quá khó. Suzune nhỏ tiếng gọi Usato nào ngờ cậu cũng chưa ngủ, đúng là khi đêm về sẽ càng khiến con người ta suy nghĩ nhiều hơn. Bình thường Suzune hi hi ha ha là thế nhưng cô cũng có những suy nghĩ thầm kín của riêng mình. Suzune tò mò liệu Usato có từng muốn trở lại thế giới cũ không, riêng cô lại chẳng muốn chút nào nói đến đây usato cũng đoán được một phần lý do vì sao cô lại nói những lời này cậu cũng vậy có thể thấy ở đây suzune được làm con người thật của mình phá bỏ xiềng xích từ lâu đã ràng buộc bản thân ở thế giới cũ còn usato trước kia cuộc sống cậu vô cùng tẻ nhạt nhờ sự cố lần trước mà cậu đã có nhiều trải nghiệm hơn cũng là lần đầu hạ quyết tâm thực hiện được điều gì đó cứ thế cả hai lại chìm đắm vào những dòng suy nghĩ của riêng mình và rồi một ngày mới nữa cũng đã đến hôm nay cả hai lên đường trở lại lâu đài đi chưa được bao lâu họ đã gặp lại bujin thế là cả bọn lại đền tụ tiếp Bujin lại chạy đến nơi nó từng xem là nhà, xong lại quyết định rời đi cùng Usato. Tập 6 Sau khi trở về an toàn, cả hai cùng nhau diện kiến nhà vua, quốc vương loi vô cùng ngại vì đã dính líu đến Usato. Thuận miệng cậu liền trả lời rằng bản thân đã quen rồi, nhận ra có điều gì đó sai sai Usato liền nói lại bản thân chính làm quen với rừng ở thế giới cũ. Chứ nào dám trả lời bản thân đã quen với những bài tập địa ngục của ác ma đâu chứ. Xong, cậu cùng Suzune đều đã được sắp xếp cho nghỉ ngơi một khoảng thời gian rồi mới bắt đầu tập luyện lại. Khi đang trên đường trở về, bọn họ vô tình bắt gặp Kazuki và công chúa Celia, nhìn bộ dạng hốt hoảng của Kazuki là có thể đoán được cậu ấy lo lắng đến nhường nào. Nghe Celia nói rằng Kazuki sau khi biết tin đã lo lắng đến mức muốn phóng đi tìm ngay, Suzune không nhịn được mà chọc quê thẳng em mình. Nhắc đến liều mạng, Usato lại nhớ đến chuyện khỉ độc, đang định kể cho hai người kia cùng nghe, thì đã bị Suzune bịt mỏ ngay lập tức. Lâu lắm mới có cơ hội gặp lại nhau, thế nên bốn người liền kéo nhau ra đài phun nước ngồi tâm sự. Thì ra lúc trước cậu đi lạc xô đã ngăn Kazuki đi tìm cậu hơn nữa còn nói rằng bản thân rất tin tưởng cậu nữa chứ. Không ngờ rằng bà chị này lại là Sun mà cũng phải thôi như đó có là gì so với lúc huấn luyện đâu cơ chứ. Sau một lúc tâm sự bọn họ lại trách nhau ra, Celia thán phục sự thân thiết của nhóm ba người bọn họ, chỉ cần được ở bên nhau họ liền rất thoải mái cười đùa. Quả thật cô có chút ghen tị, cô cũng muốn nhập bọn cùng ba người họ, cũng muốn họ gọi cô bằng tên mà không dùng kính ngữ. Hình như biết người ta thích mình, Kazuki bày ra vẻ mặt ôn nhu ba phần yêu thương, bảy phần cương triều nói với Celia lần tới cậu sẽ nhắc họ không dùng kính ngữ với cô. Quay lại chỗ nhà vua, sau khi thẩm vấn đám sơn tặc bọn họ phát hiện ra rằng có lẽ lũ quái ở vùng đồng bằng đang trốn thoát về phía lâu đài, tức có nghĩa là một thứ gì đó rất đáng sợ đang tiến đến nơi đây. Nó không ai khác chính là binh đoàn quỷ vương. Theo như dự đoán lần này bọn chúng sẽ xâm chiếm bằng tất cả sức mạnh, thế nên quân đội không được lơ là dù chỉ một chút. Sau khi giao nhiệm vụ cho các bên, Loi muốn đoàn cứu mệnh do thám tình hình của binh đoàn quỷ vương đang lúc dô chuẩn bị rời đi. Quốc vương loi lại kêu lại, ông muốn cô ấy quay lại giữa cương vị đại đội trưởng một lần nữa nhưng tuyệt nhiên là Dô từ chối ngay và luôn. Thấy phản ứng của Dô rất cương quyết, loi cũng đã đoán được phần nào lý do về chuyện ở quá khứ, dù cô thế nào Dô cũng không thể nào quên được. Mặc dù cô đã chấp nhận bọn họ đã chết nhưng vết sẹo bên mắt phải lại không cho phép cô ấy quên đi. Cũng vì lần hy sinh mất mát đó, Dô đã tạo ra đoàn cứu mệnh, nhiệm vụ chính là cứu người không phải là chiến đấu. Mặt khác mục đích của cô còn là muốn đào tạo ra một thuộc hạ không thể chết, và Usato chính là người mà cô luôn tìm kiếm bấy lâu nay. Loi khá bất ngờ sau khi nghe những lời này nhưng cũng hiểu rõ phần nào vì sao Jo lại có thái độ như thế. Tối đó tại đoàn cứu mệnh, trong lúc Usato đang cho Bujin ăn thì toàn trưởng đã để lại cho cậu một biêu kiện. Trong đó gồm một bản đồ và một bức thư, ngày mai cậu sẽ được nghỉ tuy nhiên phải làm shipper để giao bức thư đến địa điểm mà chị ta đã đánh dấu. Lúc này ở biên giới việc xây cầu của quân đoàn Ma Vương đã chuẩn bị hoàn thành rồi, sau khi cây cầu này hoàn thành bọn họ sẽ tiến vào Vương quốc Linger ngay lập tức đột nhiên thuộc hạ phát hiện có người nhưng amila chẳng thèm quan tâm đến giờ mới phát hiện ra thì có vẻ hơi trễ chưa để hà ta nói hết câu từ phía bên kia sông phóng qua một khúc gỗ thế là cây cầu mà bọn chúng sắp xong liền sụp đổ amila cũng bắt chữ a mùng chữ ô mà kinh hãi với khoảng cách xa như vậy mà lại có thể phá vỡ cả một cây cầu amila chưa cần nhìn cũng đã biết đối phương là ai vậy xem như buổi do thám hôm nay của chị đại thành công mỹ mãn rồi về lại vương quốc usato rất nhanh đã làm nhiệm vụ theo lời chị đại dô tuy hôm nay không mang theo buzin nhưng lại thu hút ánh nhìn hơn cả mọi ngày thì ra lý do là đoàn cứu mệnh hôm nay không chạy mà lại đi bộ độc lạ linh gơ vạn năm chỉ có một lần sau một lúc đi bộ dưới sự phán xét của người dân cuối cùng cậu cũng đến được một phòng khám nhỏ chào đón cậu là một bà chị đã đủ 18 nồi bánh trưng tên là uzuzu feller vừa nhìn vào màu áo cô đã viết cậu là người mà jo đã nhắc đến uzuzu cũng là em gái của anh oga mà khi trước usato có gặp qua và cô cũng là pháp sư trị thương lần này vừa hay đến đúng lúc Thế nên Usato đã có dịp nhìn pháp sư chờ bên trị thương, chỉ một lúc đứa bé nằm trên giường đã khỏi đau hoàn toàn, đúng thật là vô cùng ảo diệu. Lúc trước khi đoàn cứu mệnh vừa được thành lập, Jo cũng từng huấn luyện hai anh em nhà này vô cùng nghiêm khắc. Tuy nhiên cuối cùng vẫn không theo kịp huấn luyện, mặc dù bọn họ là pháp sư trị thương nhưng lại khá yếu về mặt thể chất. Lúc trước Jo nghiêm khắc như thế hình như là bị ám ảnh vì điều gì đó, tuy nhiên bây giờ trong cô ấy có vẻ khá hơn rất nhiều rồi. Nghe xong thằng đệ cưng Usato liền nghĩ xấu cho Jo, chắc chắn ả à ta tìm được bao cát mới xịn sò như cậu mới vui vẻ như thế đang trò chuyện vui vẻ đột nhiên có người báo rằng gần đó có người tập làm người nhện mà té mái nhà hơn nữa còn báo thêm hai người nữa bị nạn vừa hay ở đây có ba bác sĩ thế là cả bọn vào việc luôn cho nóng những lần trước usato điều trị thương cho những người có vết thương nhẹ lần này là rách cả đùi thế nên cậu có chút lo lắng nhưng nghĩ lại thì chiến tranh thì lấy đâu ra người có vết thương nhẹ cho cậu chữa trị chứ thế nên usato liền xem lần này là lần luyện tập hiếm hoi mà cậu có được nhìn thấy pháp lực cùng bàn tay usato đang run run oga liền chấn an cậu bình tĩnh chỉ cần có lòng tin mình sẽ làm được thì nhất định cậu sẽ làm được thôi sau khi chữa thương xong usato liền quay về đoàn cứu mệnh lúc này oga mới nhớ nói về bức thư kia cho em gái đó là bức thư gọi ra chiến trường đoàn cứu mệnh bọn họ chỉ có bốn pháp sư trị thương tuy nhiên cả uzuzu và usato đều chưa ra chiến trường lần nào thế nên oga rất lo lắng cho trận chiến sắp tới đang trên đường trở về đột nhiên usato bị một cô bé có tay thú bắt lại Nhóc con ấy cứ nói những điều kỳ quặc khiến cậu vô cùng khó hiểu. Nhìn vào mắt con bé khung cảnh chiến trường hiện ra đẫm máu, khốc liệt hơn nữa còn là cảnh Suzune cùng Kazuki đang bị một tên nào đó chém đến ngừng thở. Đây là món nợ lớn anh phải có trách nhiệm trả, cô bé chỉ nói một lời như thế rồi liền bỏ đi. Tập 7. Sau khi chứng kiến cảnh tượng đó, Usato sốc đến mức cứng đờ tay chân, mãi đến lúc bừng tỉnh lại thì cô bé kia đã chạy đi đâu mất rồi. Dù cậu cố chấp hỏi từng người từng người một thì cũng chẳng thể tìm lại con cáo nhỏ. Đang ồn ào thì đột nhiên Jo xuất hiện. Thomas thấy mặt bà chị ấy liền nói ngay. Sau khi nói cho Usato nghe về tình hình ở biên giới lại còn bị thằng nhóc này bắt bẻ hỏi ngược lại xem bản thân mình có biết định nghĩa của từ chính xác không. Tức tối Joe ngay lập tức nắm chặt đầu cho tên Usato một bài học. Xong cả hai không hẹn mà gặp cùng nhau trở về đoàn cứu mệnh. Nghe Usato nhắc đến cô bé người cáo Joe đã nhận ra ngay. Cỡ hai năm trước nó tình cờ đến đất nước này, Joe đã rất bất ngờ khi thấy một cô nhóc nhỏ tuổi như thế lại một mình có thể chạy trốn khỏi lũ bắt cóc á nhân như cô bé chính là món mồi béo bở đối với chúng bởi không chỉ có giao diện đẹp hệ điều hành của á nhân còn có rất nhiều phép thuật hiếm có lẽ cô bé người cáo kia có phép thuật nhìn trước tương lai một phép thuật được bảo vệ nghiêm ngặt ở á nhân quốc đi được một lúc bọn họ liền tách ra rồi đi sang chỗ quốc vương loi để báo cáo vấn đề ở biên giới tuy cô đã ngăn chặn được một đợt tiến công nhưng chắc chắn hai ba ngày nữa bọn chúng lại xây được cầu mới vậy nên ngày mai đức vô quyết định sẽ thông báo cho toàn bộ người dân về việc tiến công của ma vương ông cũng cho gọi hai dũng sĩ đến từ thế giới khác Vừa hay tin Kazuki cùng Suzune đã đoán được phần nào vì sao họ lại được gọi đến rồi. Từ lúc nhận được điểm báo kia, Usato cứ bồn chồn không thôi, suy nghĩ kỹ về những lời mà cô bé kia nói, có lẽ nhóc ấy muốn cậu thay đổi tương lai đen tối kia. Đang mải mê trong vòng suy nghĩ, đột nhiên bên ngoài xuất hiện ba nguồn ánh sáng kỳ lạ, cứ tưởng ma ở thế giới này hù người khác nhẹ nhàng đàm thắm thế, nào ngờ đó lại là phép thuật của Kazuki. Cậu kể cho Usato về chuyện hồi chiều khi quốc vương thông báo về việc sắp có chiến tranh, vừa nghe xong tinh thần của sự June liền được nâng cao. Tuy nhiên Kazuki sau khi nghĩ đến chiến tranh thực sự, cậu đã không thể khống chế được nỗi sợ hãi của bản thân. Dù sao cũng chỉ là học sinh cấp 3 thôi mà, việc phải cầm kiếm chiến đấu thật sự rất đáng sợ, có là trai hay gái cũng sẽ sợ hãi khi nghe đến hai từ ấy mà thôi. Từ lúc đối đầu với bọn quá rừng Kazuki đã hiểu ra rằng mình đã rất lạc quan với tình cảnh hiện tại, chỉ đám lợn nhỏ mà cậu đã sợ té đái. Thì đối mặt với ma vương chắc chắn sẽ chẳng thể làm gì nên hồn, ấy vậy mà người dân nơi đây lại trao hết niềm tin cho cậu, Kazuki hiện tại rất dối trí, chẳng biết nên làm gì cho phải cả. Usato cũng chắc khác là bao, sợ thì đương nhiên có sợ đấy nhưng giờ quay lại cũng chẳng được. Thế nên cậu đã hạ quyết tâm sẽ chiến đấu hết mình để bảo vệ nơi này khỏi sự tấn công của binh đoàn quỷ vương cứu giúp những con người lương thiện nơi đây. Nhìn người bị cuốn theo như Usato lại trách nhiệm hơn cả mình, Kazuki nghĩ mà nó chán bản thân. Rất nhanh đã lấy lại quyết tâm sẽ kề vai sát cánh chiến đấu và bảo vệ Usato cùng chị Suzune. Dù sao cũng chẳng còn đường lui mà. Sau khi khai thông tư tưởng cho nhau, dưới màn đêm cùng ánh sáng lập loài của đóm đóm fan anh rách năm củ, Cả hai quyết tâm đập tay xin hứa sẽ chiến đấu đến cùng khi còn có thể. Sau khi tạm biệt Kazuki, Usato chuẩn bị quay về ngủ một giấc thật ngon thì đột nhiên Suzune từ đâu xuất hiện. Hơn nữa còn đang cố gắng khịa mấy câu tình cảm huynh đệ xến xúa của cả hai thằng đệ nữ chứ. Usato vô thức đỏ cả mặt kiếm cớ chuồn về đi ngủ ngay. Ấy thế mà bà chị Suzune lại như đọc được suy nghĩ nên cứ thế mà nhây tới thôi. Mà đúng như những gì Usato nghĩ, lý do mà Suzune có mặt ở đây chính là lo lắng cho Kazuki. Đáng lẽ cô cũng muốn trấn an vài câu Usato làm hết rồi nên chẳng còn đất diễn cho cô ấy. Điều đó cũng chẳng quan trọng bằng việc Kazuki đã phấn chấn hơn rất nhiều. Qua ngày hôm sau, quốc vương Loi đã nhanh chóng thông báo cho toàn dân về sự xuất hiện của binh đoàn quỷ vương ở bờ cõi đất nước. Theo kế hoạch bọn họ sẽ giao chiến với chúng ở vùng đồng bằng, tuy rất nhiều người sẽ cảm thấy bất an nhưng với sự giúp sức của những nhân vật đặc biệt, hơn thế nữa toàn quân toàn dân cũng đã chuẩn bị xong tinh thần đánh giặc, thế nên Đức vương Loi tin rằng bọn họ chắc chắn sẽ làm được. Ngày mai bọn họ chính thức khởi quân quyết giành thắng lợi. Trước khi ra chiến trường, Kazuki đặc biệt ghé ngang phòng Celia. Cuối cùng lần này cậu cũng có thể xưng tên với Celia rồi. Mặc dù rất vui nhưng ngày mai cờ rớt phải ra chiến trường vậy nên niềm vui của công chúa rất nhanh đã biến mất nhưng biết làm sao được cơ chứ. Tối đó Uzuzu đã ở lại đoàn cứu mệnh. Lần đầu gặp Bujin cô đã chết mê chết mệt mà hình như nhóc này không thích phải nữ. Cũng giống như Suzuki đến cái chạm tay mà Bujin cũng nỡ phũ phàng không cho cô chạm vào. Nhóc con ấy phòng thủ chắc chắn 360 độ luôn mới buồn lòng. Trong lúc Usato đang giúp anh Oga bê đồ thì Tong ra thông báo rằng đội trưởng gọi cậu lên phòng riêng. Vừa nghe đến đây Usato đã mặc định ác ma kia chắc chắn đang muốn hành mình cái gì đó, thế là không rét mà cậu đã run lên bẩn bật. Tập 8 Và ngay sau cả đoàn đã bắt đầu di chuyển ra xa lâu đài. Nơi này bọn họ đã sớm dựng trại để chiến đấu với quỷ rồi. Nói về đối thủ của bọn họ thì bọn chúng vốn là á nhân mang hình dạng giống hệt con người nhưng lại có khả năng thể chất và phép thuật vượt trội hơn hẳn. Usato không thèm sợ mấy loại này. Dù sao cậu cũng đã được bà chị này huấn luyện như điên rồi, so về độ sợ hãi đương nhiên là sợ Rosa hơn hẳn. Usato cũng thú nhận rằng trong quá trình huấn luyện bản thân đã cố gắng chọc giận Rosa rất nhiều. Cứ ngỡ lão bà già này lại ra tay độc ác nào ngờ Rosa chỉ im lặng rồi lặng lẽ xoa tay lên mắt phải của bản thân, một vòng quay thời gian quay về quá khứ. Khi ấy Rosa vẫn đảm nhiệm chức vụ đại đội trưởng hiệp sĩ Vương quốc Linger, lúc mấy giờ tại vùng đồng bằng gần khu rừng hắc ám Linger đột nhiên xuất hiện rất nhiều quỷ tộc để bảo vệ những thương nhân qua lại gần đó quốc vương loi đã cử người hộ tống họ qua vùng đồng bằng hơn nữa còn đặc biệt căn dặn hãy tránh xa xung đột nhiều nhất có thể sau khi nhận lệnh josa đã ngửi được mùi đám quỷ này đang muốn xâm lược vương quốc họ nhưng khả năng hiện tại của chúng vẫn chưa có cửa di chuyển trên hành lang josa đã rất đau đầu suy nghĩ xem bản thân nên làm gì đối với tình huống này song kế bên từ lâu đã xuất hiện một cô nhóc tóc tím luôn miệng kêu cô là đội trưởng quá tam ba bận rất nhanh cô nhóc đã ăn ngay một cú đấm từ josa nhóc khóc thét với sức mạnh đó của Rosa đấm mạnh thêm chút nữa chắc đầu nhỏ vỡ làm đôi luôn mất. Ấy vậy mà đại đội trưởng Rosa vẫn không thèm thương xót. Quả thật từng ấy năm tính cách vẫn như thế, quay lại chuyện chính Ao Du rất lo lắng khi nghe tin quỷ đang muốn xâm lược nước họ. Nhưng chưa kịp nói thêm câu nào đã bị ác ma kia đấm thêm cú nữa nở hoa vì tội nghe lén chính sự. Trước mắt tuy chưa biết mục đích của đám quỷ kia nhưng chắc chắn chẳng mấy tốt đẹp gì. Ao ra tự tin dù có thế bọn họ cũng sẽ đánh đuổi được chúng trong tức khắc. Lời vừa nói ra cô liền bị Rosa cảnh cáo không được khinh thường đối thủ. Rosa cũng đã quyết định từ hôm nay chính cô sẽ trông chừng các thành viên huấn luyện ao du nhanh chóng dùng lý do cô đã trở thành đại đội trưởng rồi nên rất bận để đuổi khéo nhưng trước mắt họ đã về đến nhà chung mọi người đang cùng nhau luyện tập rất sôi nổi nhìn sắc mặt đội phó có chút tệ họ liền thắc mắc nhưng sau khi nghe Rosa nói sẽ đích thân huấn luyện cả đám liền hiểu ra lý do vì sao mặt ao du lại đưa đám như thế song cả bọn liền lao đến chỗ ao du truy vấn xem rốt cuộc cô đã nói bậy nói bạ cái gì mà lại có thể đánh thức con quái vật này đang yên bình không muốn tự nhiên dẫn hung thần về nhà thế là bị cả đám lao vào đấm một trận khổ thân con bé đã bị cấp dưới lao vào ăn hiếp xong cầu cứu cấp trên Rosa cũng cho ao du ăn bơ luôn một tuần sau đó Rosa đã nhanh chóng thuật lại tình hình với các thành viên trong đội theo các nguồn nhân chứng xem ra chúng có một nhóm binh sĩ được huấn luyện bài bản đội của bọn họ sẽ tiếp nhận điều tra vụ việc này đức vua đã cho phép bọn họ nếu quân địch có đụng thì quân ta cứ chạm thoải mái không cần sợ bố con thằng quỷ nào cả sau khi nghe quân địch có khoảng 10 đến 30 người bọn họ có chút ái ngại Giọng Ao du vang lên nhanh chóng phá tan bầu không khí trầm lặng này, nhưng chưa để đội phó nói hết câu, cả đội lại lao vào tấn công rất nhiệt tình. Lần này không chỉ có bọn họ mà còn có cả Rosa đi cùng. Thế nên quân ta liền lấy lại tinh thần, có Rosa đi theo chẳng khác nào bình máu di động biết chiến đấu, thế nên cứ tung hết sức mình thôi. Qua ngày sau bọn họ đã bắt đầu lên đường đi xuyên rừng đến vùng đồng bằng. Sau một ngày dài vẫn không thu được kết quả gì thế nên hôm sau họ lại tiếp tục đi đến hướng tây của khu rừng ao du cũng cảm nhận thấy chắc chắn có cái gì đó rất bất thường diễn ra ở phía tây với cả nơi đó địa hình không được đẹp lắm thế nên bọn họ buộc phải bỏ ngựa ở lại đêm nay bọn họ sẽ thay phiên nhau canh gác nhắc đến việc canh cho mọi người ngủ cả đám này liền biến mất tăm mất tích hết cách rosa đành làm người tiên phong canh cho đám đệ đi ngủ nhận thấy ao du cứ nằm như thế mà chẳng ngủ rosa mở lời muốn du em nó ngủ bằng vũ lực thế nên ao du đã thức luôn rất lâu rồi cả hai mới có khoảng thời gian tâm sự cùng nhau ao du thật thắc mắc vì sao rosa lại chọn một người như cô làm đội phó suy si cho cùng cô chẳng có gì đặc biệt ngoài khả năng tấu hài cho tim còn mọi thứ đã có đội trưởng lo toan hết rosa không giải thích vì sao cô lại làm thế song rosa liền nói qua việc bản thân muốn từ chức rồi nhường cái chức vụ này cho ao du vừa nghe ao du đã kịch liệt phản ứng lại nếu cô mà lên làm thì cả đội này sẽ tàn sát nhau mất nghe đến đây cái mỏ của các thành viên trong nhóm ngủ gần đó đã bắt đầu giật giật rồi thật là ngốc muốn chửi cho một trận thật lớn cho đội phó tự tin hơn quá đi mà như mọi người đã biết Aozu là một người khá cứng đầu, đôi khi cứng nhắc đến bảo thủ và không muốn làm theo lệnh của bất kỳ ai khác, mãi đến khi gặp đội trưởng josa cái nét ngang ngược này mới bị chừng trị. Aozu thích dùng bạo lực để giải quyết vấn đề thì Rosa cũng thế không những vậy lại còn đáng sợ hơn gấp 10 lần. Nhiều lúc Aozu bỏ chạy vẫn không thể thoát được khỏi truy sát của Rosa. Cũng giống Usato, Aozu không muốn nhận thua cô thế nên đã điên cuồng luyện tập khóa huấn luyện đặc biệt để chọc Rosa đi lên. Nói về khoảng thời gian ấy tuy vô cùng khắc nghiệt nhưng Aozu đã rất vui, nói gì đi nữa Aozu vẫn không muốn thay Rosa làm đội trưởng tốn cả lít nước bọt để nói chuyện nãy giờ vậy mà con bé vẫn không chịu hiểu vậy là ăn một cái búng đỏ chán từ Rosa ngay và luôn. Rosa chắc chắn sẽ không tiến cử một người chẳng có năng lực thế nên cô rất ghét việc Auzu luôn cảm thấy tự ti sau khi đã thông tư tưởng cho Auzu. Rosa liền thay ca và đi ngủ. Hơn nữa sau khi phát hiện đám nhóc kia cũng đang hóng hớt Rosa đã la cho một trận chẳng khác gì mẹ gào con. Đối diện với vô vàn lời khen và sự tin tưởng của đồng đội Auzu đỏ chín cả mặt. Cái đám này nói mấy câu yêu thương như vậy thật chẳng quen chút nào. Sáng mai cả bọn lại tiếp tục lên đường khác với hôm trước hôm nay rất nhanh để tìm được dấu vết của bọn chúng. Vừa nghe tiếng gầm lên của bọn quái trong rừng Rosa tiến vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chưa đợi bọn họ ra mặt một tên trong số chúng đã phát hiện ra quân ta. Rosa dặn mọi người chưa được động thủ rồi mình cô từ từ tiến về phía trước. Rosa mở màng bằng một câu hỏi khích quỷ tộc cần săn thú của con người để đi diễn xiếc à. Song Rosa mở lời cho bọn họ có cơ hội rút lui tránh giao tranh, nhưng xem ra quân địch không có chủ ý đó, bọn chúng muốn giết hết những người bên mình. Rosa giao quyền chỉ huy cho Aozu rồi định chơi một đấu một với tên khó nhai kia, thế là cả hai bên lao vào múc nhau không chút thương tiếc. Phép thuật của tên kia là hệ gió nhưng rất nhanh đã bị Rosa xuyên qua và đánh thủng. Không chỉ chơi hệ vật lý Rosa còn dùng số cây trong rừng như một thứ vũ khí để choảng nhau với tên kia. Hắn ta cũng chẳng vừa đưa kiếm vào gió rồi bọc cả người Rosa lại chờ cho cô bị thương đến chết, nào ngờ phép thuật của cô lại là trị thương. Rất thú vị, có lẽ đối thủ lần này rất đáng để hắn đánh nghiêm túc. Hắn liền xưng tên mình là Nezo rồi nghiêm túc xử lý đối phương, Hắn triệu hồi một thanh kiếm đỏ rực nói với đối phương rằng bản thân sẽ giết chết cô ở tại nơi này. Tập 9. Bằng khả năng phối hợp cực xịn sò quân ta nhanh chóng giành thế chủ động, bên phái Rosa cũng rất tích cực. Cả team cứ thế hành quân địch ra bã, Nezo rất bất ngờ vì năng lực của thuộc hạ bên kia. Chỉ trong phút chốc đã hạ gần hết những thuộc hạ của hắn tận tình chăm sóc, hắn cũng thừa nhận bọn họ chính là đám người rắc rối nhất mà hắn từng chiến đấu qua. Nezo còn khẳng định đám người Rosa có thể sẽ là trở ngại lớn nhất cho con đường khát vọng của bọn chúng quỷ vương sắp thức tỉnh rồi thế nên hắn tuyệt đối sẽ không để ai chen chân vào kế hoạch này đột nhiên trạng thái của toàn bộ quân địch lập tức thay đổi bọn chúng điên cuồng chẳng khác nào những con thú dữ thậm chí còn sẵn sàng chấp nhận hy sinh bản thân chỉ để giết chết hết quân ta nhận thấy ý định của chúng rô liền điên cuồng lao về phía đàn em nhưng nezo tung ra rất nhiều đòn chỉ để cản chân cô hai đánh một không chột cũng què nazaka chính là người đầu tiên nằm xuống tiếp đó từng người từng người một cứ thế nằm xuống một tên giữ một tên đâm xuyên người còn đội trưởng có khả năng trị thương lại đang bị giữ chân bên kia thế nên cả bọn chỉ có thể bất lực nhìn đồng đội mình ra đi mà chẳng thể làm được gì lợi dụng lúc Rosa đang mất dần nhân tính vì chứng kiến cảnh đồng đội mình ra đi Nezo liền chém mất một mắt của cô bằng kiếm có nguyền chú khiến Rosa không thể nào chữa trị được vết thương bị chém đứt cả nhóm cứ cố gắng cầm cự một trong số đó hét lớn trông chờ vào phép trị thương của đội trưởng nhưng rất nhanh cũng đã ngã xuống dưới nhát kiếm của bọn kia Rosa chẳng thể làm được gì thế nên liền mất bình tĩnh cứ thế lao lên rồi chịu nhiều vết thương mãi đến đòn đánh cuối cùng cứ ngỡ bản thân đã hy sinh dưới nhát chém đó của Nezo, nào ngờ đứa ngốc ao dù lại bay ra đỡ cho cô hẳn một kiếm có tẩm nguyên chú. Nhìn đồng đội bây giờ chỉ còn là một đống xác nằm rải rác trên mặt đất, Rosa lại càng không thể khống chế được bản thân. Rõ ràng trước khi xuất trận bọn họ đã rất tin tưởng nếu có cô chắc chắn sẽ không chết kia mà, tất cả là do Rosa quá yếu đuối quá tự mãn mới dẫn đến kết cục đau thương như thế này. Nezo chứng kiến cảnh Rosa suy sụp liền tiến đến, hắn trân trọng trận chiến này nhưng bất đắc dĩ phải tiễn tất cả đi. Ngay khi thanh kiếm rơi xuống, Rosa đã đỡ nó bằng tay không, Hắn liên tục bị Rosa dã cho vào mồm, đá lên trời giống như đồ chơi, cuối cùng cô ném hắn đập vào thân cây gần đó rồi dùng chính thanh kiếm chứa nguyền chú đâm vào khiến hắn treo lơ lửng trên cây. Rosa hiện tại chẳng khác gì một con quái vật khát máu chỉ biết điên cuồng chém giết không khống chế được bản thân. Đang lúc chuẩn bị ra đòn quyết định thì đệ tử của hắn xuất hiện, nhóc con khi ấy chính là Amila. Rosa chứng kiến cảnh tượng này chỉ biết đứng im mà chết lặng, tên lợi dụng thuộc cấp này vậy mà lại được cấp dưới cứu như cô. Đáng lẽ Rosa đã không bỏ qua cho họ nhưng gương mặt cam phẫn kia chẳng khác gì ao du thế nên dosa không thể xuống tay bên này sau khi nghe thấy tiếng thiều thào cuối cùng của ao du dosa đã cố hết sức mình tiến đến nhưng dù có dùng phép thế nào cũng không thể cứu được tình hình ao du đã rất hạnh phúc khi được chiến đấu dưới quyền của dosa hơn nữa cô tin chắc các đồng đội khác cũng nghĩ như thế ao du chạm nhẹ mặt đội trưởng nói xin hãy mãi để bọn em ngưỡng mộ chị sau khi nói xong cô bé nhắm mắt ra đi nhìn mọi người trong đội chẳng ai còn hy vọng sống dosa gào lên đau đớn nhưng cũng chẳng thể làm gì cả nhiều ngày sau cuối cùng Rosa cũng đã bình tĩnh để báo cáo lại toàn bộ sự việc, hơn nữa cô còn muốn Đức vua bãi chức đại đội trưởng cùng tất cả các chức vụ trong hiệp sĩ đoàn của mình, sau nhiệm vụ ấy Rosa cho rằng bản thân chẳng có đủ tư cách nữa. Hôm đó sau khi trở về căn nhà ấy vẫn thế, bãi chiến trường khi trước mà bọn nhóc đánh nhau vẫn còn đó nhưng người thì chẳng còn nữa rồi. Một tháng sau, Rosa vẫn cứ trạng thái nhốt mình trong căn nhà đó chẳng muốn tiếp xúc với ai cả. Cây của tụi nhỏ cùng nhau chăm sóc khi trước giờ cũng chẳng còn lại gì, hôm nay Salis đến thăm cô. Hôm trước thì là Đức vua Loi Thật ra cô biết bọn họ cứ luân phiên như vậy là vì muốn đảm bảo cô không tự tử theo cấp dưới của mình, nhưng có lẽ đối với Rosa như vậy sẽ nhẹ lòng hơn. Những vết thương từ thanh kiếm kia gây ra cũng đã sớm lành nhưng Rosa vẫn chưa muốn chữa mắt của bản thân, nó sẽ nhắc cô nhớ đến những đồng đội đã ngã xuống của mình. Biết là thế nhưng hiện tại Rosa cũng chẳng biết bản thân nên sống vì điều gì nữa. Rosa ngồi vào bàn ăn, rõ ràng khi trước nơi đây từng ngập tràn tiếng cười, càng nghĩ Rosa càng đau đớn và rồi nước mắt lại thi nhau chạy đua trên mặt cô lần thứ N kể từ ngày ấy nếu ao du có mặt ở đây xua kèo sẽ chê cười rosa thật yếu đuối chỉ có thế mà cũng khóc nếu không chấp nhận được điều đó sẽ chẳng thể tiến lên được phía trước dù có chuyện gì đội trưởng độc nhất vô nhị của bọn họ vẫn không hề thay đổi hơn nữa điều cuối cùng mà con bé nói với cô chính là xin hãy mãi để bọn em ngưỡng mộ chị cơ mà rosa đã hứa với lòng đây sẽ là lần cuối cùng bọn họ thấy cô yếu đuối nếu mấy đứa này còn sống chắc chắn chúng sẽ rất lạc quan mà tiến về phía trước một người đội trưởng như cô sẽ không thể mãi ám ảnh cái ngày đó như thế được ngay lúc này Rosa đã hạ quyết tâm sẽ tạo một đoàn cứu mệnh để không một ai phải chết thêm một lần nào nữa. Nhân lực cần ít nhất 5 người, hai pháp sư trị thương và quan trọng nhất là một đứa trâu như Rosa không chỉ biết trị thương mà còn có thể đánh đấm. Và Usato chính là người mà bấy lâu nay Rosa vẫn luôn tìm kiếm. Hồi tưởng đủ thì quay lại thực tại Rosa nói bản thân Usato nên ý thức được sự hiếm có của bản thân đi. Pháp sư trị thương kiếm ở thế giới này không đơn giản là huấn luyện mà được như cậu ấy đâu. Tưởng tượng xem thế giới này mấy người được như Rosa vừa tưởng tượng Usato đã phát biểu một lời từ tận đáy lòng rằng thế thì tận thế mất, vừa dứt mồm ăn nguyên quả đấm cho bớt cái tội mồm nhanh hơn não. Tuy đối xử với nó bạo lực thế nhưng Rosa khẳng định Usato là người duy nhất làm được như cô không còn người thứ ba, cậu chắc chắn sẽ không chết. Tập 10. Mọi người trong vương quốc ở các vị trí khác nhau đều đã sẵn sàng cho cuộc chiến khốc liệt này, mặc cho mọi người đang ngủ say Usato lo lắng đến mức chẳng thể ngủ thêm được nữa. Vừa hay lại gặp Suzune đang đi dạo buổi sáng, cô đã rất tự tin mà khoe bộ giáp ngầu lòi của mình cho Usato xem thấy đàn chị hứng thú với những thứ này như thế usato liền kết luận chắc chắn cô sẽ không mê mấy cái đáng yêu lắm lời vừa nói ra đã bị suzune chặn lại dù sao ở thế giới cũ cô đã trồng xương rồng cho khuây khỏa đó rồi là đáng yêu dữ chưa đúng lúc suzune chuẩn bị ức hiếp cậu may mà có kazuki xuất hiện kịp thời kéo bà về suýt nữa đời trai chẳng còn theo thông tin từ đoàn trinh sát bọn quỷ sẽ đến khu vực đồng bằng vào khoảng 30 phút nữa ngay khi chúng xuất hiện các pháp sư sẽ bắn phép phủ đầu trước tiếp đó là Suzune và Kazuki sẽ chặn đánh quân địch và mở đường cho các hiệp sĩ khác tiến lên thời gian đếm ngược chỉ còn có thể tính bằng phút trước khi ra chiến trường thật sự Suzune chấn an người em của mình nói vậy thôi chứ Kazuki sớm đã nhìn ra sự lo lắng của Suzune cậu nhìn ra hành động kia của cô đối với Usato chính là để đánh lạc hướng bản thân giảm bớt sự căng thẳng nói chúng tim đen mất rồi nhưng hiện tại Suzune vẫn có chút hưng phấn vì lần đầu được trải nghiệm những thứ mà ở thế giới cũ không có nhờ việc được triệu hồi rồi gặp mọi người ở đây suzune đã nhận ra bản thân mình rốt cuộc là ai kazuki thật sự hứng thú với câu chuyện này thế nhưng suzune nhất quyết không kể chờ khi chiến thắng trở về cô sẽ kể cho cậu và usato cùng nghe vậy là cả hai đã có lý do để cháy hết mình chiến thắng và trở về rồi từ phía xa âm thanh vang lên dữ dội tiếng ngựa chạy rung động cả mặt đất xem ra quân địch đã đến suzune cùng kazuki không tán gẫu nữa mà tập trung vào cuộc chiến quân địch đông đen cả một vùng trời bọn họ rất nhanh liền làm theo kế hoạch như đây chỉ là ảo ảnh quân địch thực sự là xuất hiện bên phía tây nam hai dũng sĩ nhanh chóng di chuyển qua khu vực bên ấy đoàn cứu mệnh cũng đã chuẩn bị xong năm thằng báo áo đen sẽ trực tiếp ra chiến trường mang người bị thương về trại hai anh em oga mặc áo xám sẽ liên tục chữa trị cho các nạn nhân bị thương trong doanh trại riêng Yosa và usato mặc áo trắng sẽ trực tiếp lao ra chiến trường vào những lúc quan trọng và cứu thương ngay khi chiến đấu cuộc chiến bắt đầu ai làm việc nấy thấy usato có vẻ rất căng thẳng vì lo cho hai người bạn kia uzu liền trấn an chưa kịp để bọn họ nói xong câu chuyện thì Tong đã vác theo hai người bởi thương nặng về doanh trại. Nhanh vậy đã có người trọng thương cả hai đứa đều rất bất ngờ nhưng cũng phải thôi đây là chiến tranh mà. Rosa nhắc trước sắp tới số lượng sẽ nhiều hơn hẳn luôn đấy. Nhìn binh sĩ nằm trên bàn, vết thương vượt quá mức tưởng tượng của bản thân. Usato run lên bần bật nhưng rất nhanh đã lấy lại được tinh thần chữa trị, mặc dù chưa đầy 10 phút đầu. Ấy vậy mà doanh trại lại đông như trời hội. Quân ta bị thương nhiều vô số kể mà tất cả đều do một con rắn khổng lồ gây ra. Trên chiến trường mọi người đang ác liệt chiến đấu với nó không chỉ to lớn mà nó còn có kịch độc trong người từ xa hiệp sĩ đen vẫn luôn theo dõi trận chiến chỉ mới là con rắn thôi mà đám loài người đã loay hoay bối rối thế nên ả à ta liền khinh bỉ xem ra chẳng có gì thú vị cả đột nhiên từ đâu một tên binh sĩ lao thẳng đến chỗ ả à ta rồi đâm thẳng một kiếm ngay ngực theo như lý thuyết thì lúc này ả à phải ho sặc sụa ra máu rồi ngã xuống mới phải nhưng em này nào có dễ như vậy vết thương kia nhanh chóng được hoán đổi sang cho người cầm kiếm còn ả à ta thì vẫn bình yên vô sự cậu đã bị một kiếm của bản thân làm cho ngã gục xuống đất nhưng vẫn cố gắng bỏ từng chút trở về chỉ để thông báo cho đồng đội về năng lực nguy hiểm của ả à. ngay lúc á à định xuống tay thì đột nhiên một bóng đèn lao đến rồi cướp người đi trong chớp mắt xong còn khuyến mãi cho ả à ta hai viên nước thúi đặc biệt thì ra đây chính là đám người đáng lo ngại mà amila đã nhắc đến trước đó từ phía xa đột nhiên xuất hiện một luồng sắt lớn từ suzune ngửi thấy mùi thú vị ả à ta liền vác kiếm đi về hướng nó bên này cả josa và usato cũng đã xuất chiến sau khi giao lại nhiệm vụ trị thương cho hai anh em nhà Oga cả hai nhanh chóng phóng như bay về phía chiến trường trong lúc di chuyển Rosa đã nhắc đến tên phiền phức mặc áo giáp đen bên phía quân địch nghe đến đặc điểm trang phục hình ảnh ám ảnh kia ngay lập tức liền hiện lên khiến Usato lo lắng vô cùng vừa nhìn thoáng qua Rosa đã nhận thấy trạng thái của thằng đệ có chút bất thường thế nên trước khi tách nhau ra cô đã dạy cho cậu một xì kêu có thể cứu lấy bản thân lúc nguy cấp hơn nữa đây còn là hàng độc quyền mà Jo đã nghĩ ra cho mỗi mình cậu rất nhanh usato đã phát hiện được nạn nhân đầu tiên nhờ kỹ năng né đòn thần sầu của mình usato đã trị thương được cho binh lính mà không tốn quá nhiều thời gian còn bên phía josako đã quá quen với chiến trường thế nên cứ việc coi nơi này là đường trống mà chạy chẳng thèm sợ bố con thằng nào cả một bên khác nhờ có sự giúp sức của hai dũng sĩ quân địch đã được dọn sạch kha khá tuy nhiên một lúc sau bọn họ đã gặp được ả à hiệp sĩ đen trong truyền thuyết với các vừa chạm mặt cả hai đã ý thức được rằng ả à ta chính là ở đẳng cấp khác so với các tên còn lại trước mắt Suzune ra lệnh cho mọi người khoan hẳn động thủ nhưng quân ta lại quá kích động mà cứ thế lao lên chẳng thèm để ý đến lời nói của cô. Nhìn thấy quân ta đau đớn quần quại nằm dưới đất mặc dù à ta chưa làm gì cả, điều này thật khiến Kazuki tức giận. Nhờ khả năng quan sát nhạy bén của mình, Suzune đã phát hiện ra năng lực của kẻ thù. Cô nhanh chóng ngăn Kazuki tung một đòn mạnh nhưng quả cầu ma pháp ấy vẫn trúng một bên vai của à ta thế là cậu lãnh đủ tất cả. Đúng như những gì Suzune nghĩ tất cả đòn đánh gây ra cho bộ giáp đen đó đều được trả lại cho người ra đòn. Xem ra ca này khó rồi, Lúc này, Usato đột nhiên đau đầu dữ dội dù có sử dụng phép thuật cũng chẳng thể cứu được. Cơn đau ấy mạnh đến mức xém nữa cậu đã bị một tên lính quèn của chúng tiễn đi lên thiên đường rồi. Hình ảnh ám ảnh kia lại hiện lên gần nữa. Sau khi được cứu giúp, Usato nhìn ba chân bốn cẳng chạy về phía chiến tuyến, lúc này bên phía ấy đang rất loạn. Suzune cũng đã nghĩ ra được một chiến thuật điên hơn cả độ điên của cô, biết là sẽ rất mạo hiểm nhưng hiện tại chẳng có cách nào khác thế nên Kazuki chỉ đành nghe theo. Trận chiến thật sự rất nhanh đã bắt đầu. Suzune bắn một quả cầu điện khiến khói bay lên mù mịt xong cả hai liền cứ thế lao lên điên cuồng mà chém nhưng những vết chém này lại không thể gây ra thương tích quá nặng nề. Đúng như dự đoán của Suzune, cả hai nhanh chóng ăn trọn tất cả các vết chém của mình. Tập trung quan sát cô nhanh chóng đã phát hiện ra những đòn đánh từ phía sau vậy mà lại không trả ngược lại cô thế là liền ra lệnh cho thằng đệ lao lên một lần nữa. Lần này cả hai tung ra hết sức mạnh để đánh lạc hướng tên hiệp sĩ đen. Suzune đâm một nhát chí mạng từ phía sau quả nhiên không bị trả đòn thế là cô liền kêu Kazuki lên. Đùa tí hai chữ này phát ra từ miệng tên hiệp sĩ đang khiến cả hai hoang mang tột độ máu từ miệng suzune đã chảy ra kazuki cũng bị xuyên ngang người thì ra à ta cố tình để lừa hai đứa nhóc trẻ người non dạ bởi à ta sớm đã nhìn được hai người này mưu tính gì trong đầu rồi cuối cùng suzune cũng gần kiệt sức rồi gục xuống kế bên kazuki tập 11 trước khi hoàn toàn mất ý thức suzune đã hoài niệm về cái ngày hôm ấy ngày mà cả bọn được triệu hồi đến thế giới này ở thế giới cũ mọi người luôn đặt rất nhiều sự tin tưởng và kỳ vọng bên cô thế nên vô tình khiến suzune rất áp lực biết được bản thân có thể ai cai đến thế giới khác suzune đã rất vui tất cả những gì cô có thể nghĩ đến là làm sao để có thể sống như một con người mới ở nơi này nhưng usato thì khác để được sống với một tương lai tươi sáng ở thế giới này cậu đã nỗ lực rất nhiều chính vì thế usato vẫn luôn là hình mẫu lý tưởng cho suzune nhờ có cậu mà ở đây cô chính là cô được sống là con người thật của chính mình trước giờ cô vẫn luôn nghĩ chỉ cần có hai thằng em còn sống chính cô cũng sẽ an toàn thế nhưng sau khi mà đối mặt với tình huống sinh tử cô đã hối hận ngay giờ phút hai dũng sĩ gục xuống dường như mọi người đều đã mất hết tinh thần cứ ngỡ ả ta đã ra đòn kết thúc may mà usato đã kịp thời đến tặng ả một cú đấm khiến ả quay như trong chóng nhìn thấy một chút động tĩnh từ kazuki usato như thấy một tia hy vọng cậu lao vào dùng hết sức để cứu lấy hai người họ dấu hiệu sự sống của hai người rất nhanh đã hồi phục nhưng lúc này hà hiệp sĩ đang cũng đã điên cú đấm khi nãy của cậu đã vô tình khiến mảnh giáp bất tử kia của ả vỡ ta vừa nhìn đã thấy ả ta chắc chắn sẽ không buông tha cho cả ba thế nên usato đã vác hai người lên rồi cắm đầu chạy chạy là châm ngôn sống của đoàn cứu mệnh kia mà suzune lúc này đã tỉnh chỉ riêng kazu Khi là còn mê man theo dự đoán của usato cứ tình hình này kazuki sẽ tỉnh lại sớm thôi ấy vậy mà chiều nay lại hết tác dụng rất nhanh ả đã được kịp cả ba suzune sau khi nhận ra điểm yếu của hiệp sĩ đen đã nói cho usato đầu tiên bởi chỉ có cậu mới có thể xử lý ả ta thôi hết cách rồi nếu bây giờ cậu còn không đánh thì có lẽ tương lai của vương quốc này sẽ tiêu tan mất sau khi kiếm một nơi an toàn để đặt đàn trị và bạn học xuống, đầu tiên Usato tự bọc cho bản thân một lớp phép thuật trị thương khắp người xong không thèm ngán bố con thằng nào lao thẳng vào quân địch. Cơ thể ả ta như con bạch tuộc phóng ra vô số chất nhầy nhụa màu đen, tuy nhiên chỉ với một đấm Usato đã xử gọn được đám này. Thấy ả ta hốt hoảng cậu đã chắc rằng mình đang làm đúng, chỉ một vài phút cậu đã có thể giáp lá cà với ả đúng như những lời Suzune nói đòn đánh của cậu thật sự có tác dụng. Điều phiền phức nhất ở đây chính là ả ta lại dai như đỉa cũng giống Usato mỗi lần bị thương lại có thể hồi phục bộ giáp đen tuyền ấy cũng thế, cứ bể rồi lại được phục hồi. Usato rất nhanh đã giành được thế chủ động không còn là nhân vật ở cái thế hèn như 5 phút trước nữa rồi. Giờ đây dù xúc tu kia có đâm xuyên cơ thể Usato cũng có thể hồi phục khỏe như châu, nắm được điểm yếu của à. Usato cứ thế mà đánh dồn dập, hơn nữa toàn dùng những chiêu hạng nặng mà Josa đã áp dụng lên mình để đàn áp đối thủ. Những đòn này của cậu vô cùng hiệu quả không để lại bất kỳ vết thương nào cho hiệp chỉ đen mà chỉ có tác dụng gây đau đớn mà thôi đúng với mục đích chiến đấu ban đầu của cậu là không giết bất kỳ ai rồi cứ nhây qua nhây lại như thế ả hiệp sĩ đen đã nổi điên rồi usato một chút cũng không thèm sợ hơn nữa vừa hai cậu cũng đang chuẩn bị tung đòn kết liễu rồi đây usato tập trung toàn bộ ma thuật vào cú đấm cuối cùng khói bụi bay mù mịt công kích lớn đến mức đáng sợ thời gian dường như dừng lại trước đòn đánh của cậu quả không ngoài mong đợi giờ đây trên người ả đến một mảnh giáp cũng chẳng còn mà phục hồi cú đấm chữa trị của usato đã hoàn toàn có tác dụng bộ giáp bị phá hủy thì ra hiệp sĩ đen là một cô gái rất ra gì vào này nọ không mặc giáp trông xinh gái hơn hẳn. Vì hiệp sĩ Giang bị hạ gục thế nên đám quỷ con cũng biết khó mà lùi, cuộc chiến này tạm được gọi là kết thúc. Tuy cú đấm chữa trị nghe tên hơi xén xúa nhưng nó đã lập được công lớn. Về đây cũng là chiêu mà Rosa đã vậy cậu để dùng để thoát thân khi bị ép vào thế hèn, như thế kẻ địch sẽ không chết mà chỉ choáng tạm thời thôi. Chưa vui mừng được bao lâu bọn họ lại nghe tin về con rắn khi nghe lại, Usato vốn định sẽ đi cùng nhưng lại bị Rosa giữ lại. Rosa không ngần ngại mà khen cậu luôn xem ra lần này lập được công lớn rồi tiếp theo cậu và đoàn trưởng sẽ trở lại danh trại vì thế trận đã thay đổi không ít nếu bọn họ cứ chạy quanh chiến trường sẽ gây ra rất nhiều rắc rối cho dũng sĩ phía bên phe quỷ tộc sau khi hay tin át chủ bài vậy mà bị bắt amila đã tím tái hết cả mặt theo như tình báo thì người đã ra tay lần này là người của đoàn cứu mệnh amila kích động hỏi lại là rosa sao nhưng lần này lại không phải đang cứu mạng lại có thêm một nhân tố xịn so với khiến cô không mấy vui vẻ liền lập tức ra lệnh rút quân để bảo toàn lực lượng khi lúc rất nhanh liền nghe theo nhưng sau khi định triệu hồi Bachinat trở về thì hắn ta đã thấy hai dũng sĩ nhà ta lại còn đang ở trong trạng thái rất hang máu để xử lý con rắn khổng lồ này. May mà nhờ có nó bọn họ mới có thể lấy lại trước mặt mũi, nếu không đã bị Usato chiếm hết bot line rồi. Lần này Rosa có lời khen cho Usato, nếu không có cậu xử lý được tên hiệp sĩ đen có lẽ quân ta sẽ chẳng thể nào giành được chiến thắng như hiện tại. Nếu tình hình lúc đó cậu không kịp thời xuất hiện chắc chắn hai dũng sĩ kia sẽ chết. Không phải là đoàn trưởng hay tướng Salid mà là cậu đã cứu lấy những người quan trọng của chính mình. Đối mặt với lời khen này. Cậu vô thức nhớ lại những chuyện đã qua rồi tự nhiên bụi vô mắt khiến nước mắt chảy khắp mặt. Dù sao nhóc con này chỉ mới 17 cái xuân xanh thôi mà. Chiến trường thật sự rất đáng sợ, quân địch này càng đáng sợ hơn. Nhưng gặp được Rosa hơn nữa còn giúp được chị ấy Usato cảm thấy may mắn vô cùng. Nghe đến đây chị liền nhớ đến con nhóc đội phó Aozu kia, nhưng hiện tại chị đã move on Aozu chỉ còn trong ký ức. Còn Usato chính là hiện tại, Usato mừng cậu sống sót trở về. Tập 12. Sau chiến tranh đã có rất nhiều việc xảy ra. Giờ thì Usato đang nằm dài trong tổ để tâm tình cùng Bujin mập ú. Sau khi trở về cậu đã được gọi đến lâu đài để nhận phần thưởng từ loi bệ hạ. Lần đầu đứng trước nhiều người như vậy Usato rất chi là lo lắng thế nên đứng trên cao xịt keo cứng ngắt không biết nói gì và rồi còn bị ác ma đánh cho vài cú. Tuy lần đầu còn hơi bỡ ngỡ nhưng cậu lại rất hạnh phúc bởi ở thế giới cũ Usato chưa từng được tuyên dương như thế. Mặc cho Usato đang kể 77-49 chuyện trên đời nhóc Bujin vẫn nằm dài tận hưởng bữa ăn. Lúc này Usato mới để ý cục bông này hình như có chút béo hơn trong lúc cậu đi chiến đấu thì phải, thân hình phì nhiêu hơn hẳn. Lúc này, Gomu xuất hiện thông báo rằng có sứ giả từ lâu đài đang muốn triệu tập cậu. Tuy không biết lý do là gì nhưng có vẻ vội lắm, trước khi đi đàn anh còn tốt bụng dặn cậu nên bọc phun giáp khi qua khu thị trấn quanh lâu đài. Lúc đó Usato không hiểu lắm nhưng khoảng 10 phút sau Usato đã ngộ ra. Sau khi lập được công lớn, Usato đã trở thành idol giới trẻ sao hạng A hàng đầu ở đất nước này người dân ai ai cũng tán dương vây quanh cậu đông như kiến hơn nữa còn nhận được rất nhiều quà sau một lúc vật vã khó khăn lắm usato mới có thể bình an vô sự đi về phía lâu đài tại đây cậu lại gặp mặt azuku anh ấy vô cùng cảm ơn cậu vì nhờ có usato đồng đội thân thiết của azuku mới không hy sinh trên chiến trường usato có chút ngại khi nhận được lời cảm ơn này dù sao cậu cũng được cái hiệp sĩ cứu khi ở trên chiến trường mà xem như hòa thôi sau một lúc trò chuyện cùng uzuku và thomas cuối cùng usato cũng chịu đi diện kiến bệ hạ Salik bắt đầu trình bày vấn đề, cụ thể đức vua muốn cậu hỗ trợ thẩm vấn hiệp sĩ đen nghe đến đây usato liền hỏi lại vì cậu quan ngại rằng nếu cậu thẩm vấn thì sẽ khiến cô ấy nổi điên nhưng với sự quan sát của các tướng lĩnh cấp cao thì có vẻ như cô ấy không mấy trung thành với binh đoàn quỷ vương hỏi gì khai nấy đúng là ngoan sinh yêu có điều bọn họ vẫn chưa nghe được thông tin quan trọng mà vương quốc đang cần nhất đó là hệ thống phép thuật và năng lực của quân địch thế nên mới cần usato giúp sức vì hiệp sĩ yêu cầu được gặp lại cậu mới nói ra thông tin đi cùng với cậu lần này không chỉ có tướng salit mà còn có đàn chị suzune Mặc dù đánh không lại hiệp sĩ đen nhưng chị ấy lại rất sung sức đi tra khảo còn tự tin tuyên bố sẽ bảo vệ Usato, hơn nữa khắp người còn bắn điện không khác gì Pikachu. Đối diện với khí thế ấy, Hứa Usato còn ác mồm ác miệng nhắc lại chuyện rằng cô đã thua hiệp sĩ kia khiến Suzune quê phát hờn. Đột nhiên Usato thắc mắc vì sao năng lực của bản thân lại có thể chống lại hiệp sĩ đen. Salis liền trả lời hiệp sĩ đen có thuộc tính là phép thuật hắc ám còn phép thuật của Usato lại là trị thương thế nên mới triệt tiêu lẫn nhau. Thế nên đồng nghĩa với phép trị thương mà cậu bao quanh nắm đấm đã mất hiệu lực và hiệp sĩ đen vẫn phải chịu cơn đau đó chứ chưa được chữa khỏi. Nghe đến đây, Usato liền khẩn trương chạy đến phòng giam bởi vì từ khi tỉnh lại cô ấy đã mặc lại áo giáp đen rồi. Câu đầu tiên mà cậu hỏi hiệp sĩ đen là cô vẫn đang bị thương đúng không hơn nữa lại còn rất tệ. Xét về sức mạnh vật lý thì cố gắng của cậu có thể dễ dàng đập tan một tảng đá to. Thế nên một cô gái như cô ấy dính đòn như thế chắc chắn là đang bị thương rất nghiêm trọng. Hiệp sĩ đen không phủ nhận nhưng không sao đây là một trong những lời hiếm hoi mà cô ấy có thể cảm nhận được đau đớn. Suzune đứng phía sau chứng kiến mọi chuyện mặt cô liền đam chiêu suy nghĩ, sau một lúc liền phán ra câu rằng chắc chắn nhỏ này máu mờ khiến Usato chỉ biết cầm nín. Lần này hiệp sĩ đen muốn gặp Usato chỉ đơn giản là muốn xem mặt ai đã khiến cô ấy chịu đau đớn như này thôi. Usato không trả lời đã quay sang Silas nhờ ông ấy đưa chìa khóa vào bên trong để cứu người, nếu cô ấy có vấn đề gì cậu sẽ dây dứt đến chết mất. Cậu bảo đưa tay ra nhưng hiệp sĩ đen lại cứ tưởng Usato sẽ tra tấn mình, mãi đến khi cậu lớn tiếng bày ra cái giọng ra trưởng ra lệnh thì mới đưa tay ra ngay và luôn. Usato nhanh chóng dùng phép trị thương loại bỏ bộ giáp bên ngoài rồi từ từ chữa lành vết thương cho hiệp sĩ đen. một tay cậu nắm tay tay còn lại thì áp nhẹ vào má. cảm giác ấm áp này khiến cô nàng vô cùng bỡ ngỡ đến khi việc chữa trị đã hoàn thành cô vẫn không buông tay ai của vương quốc gia. cô chỉ muốn lần ấm áp này thêm một chút nữa thôi nói rồi nước mắt thiếu nữ đã lan dài trên má. thấy vậy Usato cũng không nói gì thêm người đẹp trước mặt đã khóc như vậy sao mà cậu dám từ chối yêu cầu bé tẹo kia chứ sau khi lập công lớn cứ ngỡ bản thân đã thoát khỏi ác ma rosa nào ngờ còn được bà chị huấn luyện một một trong thời gian dài nữa chứ tuần này bọn họ sẽ không học về phép chỉ thương cũng không rèn luyện về mặt tinh thần và thể chất usato ngây ngô thắc mắc bản thân sẽ phải làm gì nhưng sau khi thấy bà chị khởi động tay chân thì usato đã ngộ ra rồi thứ lần này cậu phải học đó chính là né đòn từ rosa trái với vẻ bất an của usato rosa trông rất phấn khích với phần luyện tập này cũng phải thôi được tẩn thằng đệ mà không cần lý do quá chính đáng kia mà vẫn như mọi khi Rosa lao lên mà chưa để Usato có thời gian chuẩn bị. Xét về lực tay bà này mà đấm chúng thì chỉ có nổ banh xác luôn thế nên dù có thế nào cũng phải cố mà né. Mục đích của buổi huấn luyện hôm nay là vì phép trị thương không có tác dụng với những lời nguyền ảnh hưởng đến vết thương. Thế nên điều họ có thể làm chỉ là né và chờ thời cơ tấn công. Dù Rosa giải thích có chút hợp lý nhưng mà cậu vẫn phản kháng ai lại đi đánh cấp dưới như thế chứ. Một người đánh một người né cứ thế bắt đầu mãi đến khi Usato mở mắt ra thì phát hiện mình đã nằm dưới một tán cây từ rất lâu rồi cứ ngỡ sự kiện kinh hoàng khi nãy chỉ là một giấc mơ ngờ đâu josa từ đâu xuất hiện muốn muốn trốn tránh hiện thực xét nghiệm này cũng không được nữa rồi sau ba ngày chịu hành hạ từ josa usato quả thực chịu hết nổi rồi nhưng cũng chỉ biết tâm sự cùng tù nhân vương quốc mà thôi tự nhiên từ đâu xuất hiện rồi kể 77-49 chuyện luyện tập hiệp sĩ đang kiếm nữa cậu có tâm tư gì nào ngờ hôm nay ác quỷ josa tốt bụng nên cho cậu nghỉ một ngày thế nên mới chạy đến đây xem tình hình của cô ấy nói được vài câu mỹ nữ lại hóa thẹn thùng rồi lại mặc phun giáp đen đóng cửa tiễn khách Usato biết ý nên cũng ngoãn mà rời đi. Đang trên đường trở về Usato đã thấy rất nhiều tia sáng đua nhau chạy trên bầu trời từ khi từ chiến trường trở về Kazuki đã rất chăm chỉ luyện tập để nâng cao phép thuật. Nghe công chúa Seria nói rằng Kazuki luyện tập rất thoải mái mà không hề áp lực. Nhìn lại bản thân bị Josa hành cho quá sức Usato tự thấy thương chính mình, cả ba vui vẻ cùng nhau nói chuyện. Chỉ vài ngày từ ngày mà cậu chủ thương cho hiệp sĩ đen vậy mà bà chị Suzune đã đi đồn với hai người này rằng cậu cắm cờ con người ta, đúng là ác quá đi mà. Nói chuyện một chút đột nhiên Kazuki và miệng đề cập đến việc mình xém thì ăn hành nếu mà khi đó Usato không đến kịp. Thấy tình hình không ổn Kazuki liền lấy cớ đi luyện tập để đánh chống lảng. Sau khi Usato rời đi cũng là thời gian mà Celia bắt đầu tra khảo mặc dù giọng công chúa vẫn rất nhỏ nhẹ nhưng Kazuki đã không rét mà run rồi, trôn trôn thôi mà. Trong hầm ngục lại lần nữa vang lên tiếng bước chân. Vừa nghe hiệp sĩ đen đã mặc định đó là Usato, nào ngờ đó lại là Josa người mà đã hành Usato ra bã trong mấy ngày gần đây cô đến để cho hiệp sĩ đen hai lựa chọn một là sống ở nhà tù này cho hết phần rồi còn lại còn hai là gì thì rosa không nói vội thấy bà chị này có chìa khóa cô ấy đã đầm đìa mồ hôi qua lời kể của usato cô đã mặc định bà chị này chắc hẳn không có ý tốt gì rồi còn hai thì chính tay rosa sẽ đánh vào căn cốt cô ấy rồi biến cô ấy từ con người thành ủy nhân thật sự chưa để con nhóc nói hết câu phản kháng bà chị đã hành động nhanh cho nóng nhờ có phép chị thương thế nên một cú đánh yêu của rosa đã khiến cô choáng rồi Mặc dù Rosa vẫn còn nhẹ nhàng chán thế nhưng đối diện với cái haki ác ma này ai mà không run cơ chứ. Trong lúc con nhóc đang run lên bần bật Rosa đã nhanh tay gắn một công cụ phong ấn phép thuật vào cổ cô thế nên bộ giáp đen cũng nhanh chóng biến mất. Mặc dù ban đầu có hai lựa chọn nhưng chị đại sớm đã chọn số 2 vậy nên hiệp sĩ đen hay đỏ gì cũng không được ý kiến. Bên này Usato cùng Bujin vẫn chăm chỉ chạy bộ với mục đích giảm béo cấp tốc cho Bujin, đột nhiên Rosa xuất hiện cùng hiệp sĩ đen trên vai nữa. Từ nay cô ấy sẽ là thành viên cấp thấp nhất trong đoàn cứu mệnh hơn nữa còn được chính tay Josa huấn luyện. Vừa hai lúc này cô cũng tỉnh giấc Usato chỉ biết chia buồn cùng cô chứ 10 đứa như Usato cũng không cứu nổi hiệp sĩ đen đâu. Tối đó, Usato lại một lần nữa được đến phòng của đội trưởng, sau khi tình hình của hiệp sĩ đen đã ổn hơn cô thông báo rằng bệ hạ vốn muốn hợp tác với các quốc gia lân cận để đấu lại ma vương, thế nên đã lựa chọn nhóm ba sứ giả để gửi đến từng nước. Qua ngày sau có liền đi mua thư và bút để chuẩn bị cho nhiệm vụ này nhờ lần anh hùng khi ấy Usato đã câu dẫn được bao nhiêu là em gái xinh xẻo. Cảm giác này chắc hẳn ở thế giới cũ cậu chưa có bao giờ. Đi được một lúc thì lại gặp bà chị Suzune, đột nhiên một cái tay cáo lướt qua khiến Usato tỉnh cả người. Lần này nhất định cậu sẽ không bỏ qua nữa đâu, thế là Usato lao như bay đến chỗ nhóc con ấy lần này cô bé không chạy trốn nữa mà chỉ đứng yên đó để cậu tóm gọn. Dù sao cô cũng đang chờ cậu đến để cứu mẹ của em nó. Tập 13 Suzune sau khi thấy nhóc cáo quả nhiên không kiềm chế nổi mà muốn nhận ngay lập tức. Ấy vậy mà lời của cô lại bị hai người kia bơ đẹp. Cứ ngỡ Suzune phải thất vọng lắm nào ngờ lại tỏ ra hứng thú với sự lạnh lùng này của Usato hơn nữa còn muốn cậu tra tấn nữa. Đang lúc quan trọng để nghe chuyện từ nhóc cáo vậy mà bà chị già cứ lải nhải bên tai khiến Usato dù hiền đến mấy cũng phải nổi điên, nhóc cáo kia tên là Amako. Cô tìm đến cậu là bởi chỉ có mỗi Usato mới giúp được cô trong chuyện này, bên phía căn cứ. Hiệp sĩ đen chẳng khác gì phiên bản copy của Usato ngày còn chân ướt chân giáo tham gia huấn luyện dưới cái nắng như đổ lửa con nhóc vừa chạy vừa thở như thể bước thêm bước nữa là chầu ông bà luôn rồi ấy vậy mà trái với tình trạng như cọng bún của cô đám áo vàng của đoàn cứu mệnh lại rất hứng thú với bài tập này gomu còn không quên khịa con bé gì đâu mà yếu đuối thế nhỏ hiệp sĩ đen miệng lưỡi cũng không phải dạng vừa liền mắng đừng đánh đồng cô với đám rời ơi đất hỡi như mấy người câu nói này như và thẳng vào mặt năm khứa đàn anh thô lỗ mấy ông anh đây là con người hàng thật giá thật đấy nhé được một lúc bọn họ đã bỏ xa cô cô cũng đã chạy đến mức chân không còn miếng sức lực nào nữa thế là liền gục xuống đất cứ ngỡ xỉu sẽ được nghỉ ngơi một chút nào ngờ quái vật thật sự đã xuất hiện cùng cái nắm đấm hành quyết khiến nhỏ sợ đến mức bỏ chạy té khói bên này usato đã dắt bé loli amako về căn cứ để hỏi chuyện đương nhiên là không thể thiếu sự có mặt của tệp đính kèm suzune rồi cô phát cùng mấy thứ đáng yêu đến mức chỉ muốn ôm con bé trong lòng vì lo sợ cho amako sẽ bị suzune ăn thịt thế nên usato liền đề nghị đã đít bà chị ra ngoài nhưng amako lại nói không sao suzune là dũng sĩ thế nên cô tin chắc rằng dũng sĩ sẽ giữ được bí mật không chỉ biết về Suzune, nhóc con còn biết rõ về Usato vào chuyện chính. Lý do mà Amako cho Usato xem trước viễn cảnh hai dũng sĩ bị hiệp sĩ đen đâm chết là vì nếu không cho cậu xem thì dũng sĩ chắc chắn sẽ chết và đất nước này sẽ diệt vong. Có thể nói Amako là người thú có phép thuật sự đoán trước được tương lai. Lời tiên tri kia đã được cô nhìn thấy từ một năm trước thế nên vẫn luôn tìm kiếm một pháp sư trị thương như Usato và cậu cũng là lý do khiến nhóc con rời khỏi vương quốc người thú. Một nơi rất xa so với nơi này, Mẹ cô ấy đã hôn mê từ rất lâu rồi thế nên Amako mới cần một pháp sư trị thương mà Oga và Uzuzu lại không có khả năng chiến đấu. Còn ác con bé vừa nhìn đã rén hơn nữa cũng đã tiên tri được rằng bà chị này sẽ từ chối. Thế nên Usato mới là lựa chọn hợp lý nhất của Amako. Usato hiện tại rất quan trọng đối với đất nước này thế nên đàn chị sợ rằng chuyện này sẽ khó thể thực hiện được. Nhưng dự tính của Usato chính là lợi dụng việc đi xứ Amako để cứu mẹ cô luôn. Mà muốn thực hiện chuyện này trước tiên cậu cần phải nói chuyện cùng Rosa sau đó hỏi ý kiến của Đức Vương rồi mới có thể hành động. Trước khi đi Usato còn lo lắng bà chị kia sẽ làm gì sang bậy với con bé thế là liền dặn kỹ chỉ cần hét lớn lên sẽ có người đến giải cứu sau khi bàn bạc với Rosa. Cô cho rằng đây là chuyện lớn vì Amako chính là công chúa thời gian có vai trò tiên đoán và thông báo cho người thú trước những thảm họa. Mà cô ấy đang ở trong đất nước họ, điều này có thể gây ra xung đột với người thú. Vậy nên trước mắt cứ chờ Rô thảo luận với quốc vương đã. Usato vừa trở lại Amako đã biết được kết quả. Xem ra lúc này họ cũng chỉ có thể chờ quyết định từ quốc vương Loi mà thôi, xong cô bé liền rời đi không quên để lại một lời cảm ơn. Usato cũng cảm ơn nhóc con ấy vì nhờ có nhóc cậu mới có thể cứu được những người thân thiết nhất của mình. Tối đến sau khi luyện tập vất vả cả bọn lại tập trung cùng nhau ăn uống, lão nào lão đó hùng hùng như hùng như hổ. Thấy thái độ sợ loài người của hiệp sĩ đen, với cương vị là một người từng trải, Usato liền tiến đến khuyên cô nên ăn chút gì nếu không ngày luyện tập tiếp theo chắc chắn sẽ gục đó nghe đến ngày mai cô lại sợ hãi ra mặt chưa bao giờ lại thích ở tù như bây giờ nghe thế usato chỉ biết cười trừ xong còn đưa cho nhỏ một cuốn sổ và dặn cô ấy viết nhật ký vào đó hệt như cái cách rosa từng làm với cậu mãi mới có người quen tâm tới hiệp sĩ đen ngại đỏ cả mặt tâm trạng tốt ăn bánh mì không cũng ngon hẳn quả nhiên mấy ngày sau cô bị hành cho tơi tả mỗi lần không đi nổi nữa ác quỷ lại xuất hiện sút cho một phát bay lên trời có khi cứ bị sút bay còn hơn là chạy đến ngày thứ năm usato chạy cùng bọn họ nhỏ mệt như chóa mà usato không thở trịch một nhịp Hiệp sĩ đen tự an ủi cậu là người nhưng không phải là người. Năm ngày sau hiệp sĩ vẫn luôn nghe âm thanh kỳ lạ phát ra từ trong rừng. Không tránh được sự tò mò cô liền rời nhóm đi theo âm thanh đấy. Vừa ló mặt ra thì nhìn thấy Rosa đấm mạnh đến mức cái cây to còn gãy ngang vậy mà Usato lại nhận nguyên đòn đau điếng ấy. Cô sốc văn hóa cực mạnh, Usato hiện tại đã ở cương vị mới thế nên cái mỏ cãi Rosa nhem nhẹ. Sư phụ nói ra câu nào cậu liền cãi lại 10 câu như vậy. Cú nào cũng ra đòn khác nhau thì né bằng niềm tin à nhưng Rosa vốn không thèm chấp, một cú đấm của cô còn chẳng né được thì không có tư cách gì mà lên giọng. Chứng kiến cảnh hãi hùng này hiệp sĩ đen hay đỏ gì cũng đều phải cung cút núp sau gốc cây sống hèn thôi. Chứ lỡ đau cuốn vào cuộc chiến có mà toi, lần tiếp theo Rosa biến mất trong găng tấc tốc độ nhanh đến mức chẳng thể nào nhìn thấy bằng mắt thường. Usato tập trung toàn bộ sức lực vào lần này tuy đã né được đòn đầu tiên thế nhưng lại ăn chọn cú đá kế tiếp. Dù sao thì đối với cậu né được một đòn từ lão bà bà này đã là một kỳ tích rồi. Mặc cho thân thể đã bầm dập Usato vẫn tươi như hoa cỏ mùa xuân, nhỏ ác quỷ xa sầm mặt mày sợ hãi người ngộm gì cái ngữ này nữa sau khi hành usato đoàn trưởng lại ung dung đi về không quên dặn nhỏ từ mai theo chân usato luyện tập còn cậu và tiểu quỷ kia thì cùng nhau tán gẫu dưới một gốc cây nhỏ đánh ra cái thằng này cũng bằng nửa quái vật rồi chứ người gì nữa nhờ cho chuyện mà usato mới biết tên của cô là phem đang lúc trong đầu cô đã nghĩ đến viễn cảnh lãng mạn tiếp theo khi được trai hỏi tên và gọi tên mình nào ngờ nhóc bujin từ đâu xuất hiện phá nát bầu không khí cô đá cho cậu một phát cho bõ tức mà chưa kịp nói hết câu thằng lỏ nó chạy theo con Buzin đi mất. Thạnh quá hóa giận phem chạy như điên nhanh hơn cả Usato, ấy vậy mà chưa về được tới nhà nhóc đã ngã lăn quay hại cậu phải chữa trị cho. Usato đang kể lại cho Rosa nghe trên bàn ăn. Chắc giờ nhỏ đang ngủ nên lát nữa Usato phải đem đồ ăn cho. Cuộc trò chuyện đang vui vẻ đột nhiên lại bật chế độ khịa nhau. Mấy ông anh cố tình hỏi cậu làm gì nhỏ khai mau rồi khịa Usato không phải người. Cậu cười nhẹ hai cái rồi hóa sói gào lên còn giống người hơn đoàn trưởng. An với nói không suy nghĩ cái kết là ăn nguyên cái muỗng vào mặt đổ ít máu từ vị trí ác quỷ josa Thế là tình nghĩa huynh đệ lại gắn kết như cũ ngay và luôn. Tới đó khi mọi người đã say giấc thì tiểu quỷ kia mới chịu thức giấc kiếm gì bỏ bụng. Vô tình nghe được chuyện đi sứ của Usato liền không thể không tò mò. Vậy là đứng đó nghe lén lén luôn. Ngày hôm sau sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, Phem quyết định sẽ cuốn gói chạy trốn. Cùng lúc đó Usato cũng đã cùng Amako đến lâu đài để diễn kiến ngài loi. Trong khi nhỏ lo lắng thì đức vua đã cúi người cảm ơn chân thành vì Amako đã có công cứu giúp vương quốc thế nên rất nhanh đã được thông qua. Ông ra lệnh cho Usato đi cùng Amako, sau khi đi qua hết các vương quốc hãy đến Miyazat đó là một thành phố nổi nằm trên một con sông lớn chảy qua trung tâm lục địa. Sau khi qua về bên kia họ sẽ đến với đất nước của người thú. Lần này sẽ có bốn nước mà Usato phải ghé qua. Đầu tiên là thành phố huyền diệu Lúc Vít, tiếp đó là vùng đất nguyện cầu Samazia, tiếp là vùng đất của nước Miyazat và cuối cùng là đất nước của người thú. Ngoài Kazuki và Suzune bọn họ còn được mang theo hai hiệp sĩ nữa, đầu tiên cậu đến gặp Azuku. Mặc dù ý thức được sứ mệnh của mình là bảo vệ người dân và lâu đài thế nhưng anh cũng không ngại hy sinh mà đi cùng Usato, nhất định sẽ bảo vệ tốt các dũng sĩ. Sau khi nghĩ mất nửa ngày cậu cũng chẳng biết chọn ai làm người thứ hai, thế nên đã chọn bừa cu cậu Bujin. Bên này cô nàng Phem sau khi bỏ trốn được 5 phút đã bị phát hiện. Dù có cố đến đâu cuối cùng vẫn bị ác ma Zosa bắt lại đá cho chồng mông lên trời, đoán được nhỏ nghe chuyện Usato đi xứ. Ban đầu cô cứ nghĩ nhóc con này muốn chuồn về để báo tin Usato đi sứ cho quân đoàn quỷ vương nào ngờ nhóc ấy chỉ đang lo lắng cho Usato tính núp góc rồi đợi lén đi cùng. Trước khi cậu xuất phát Usato đã nghe chuyện phe máu liều nhiều hơn máu não đánh bài chuồn. Cậu chưa chọc cô thấy cu đơ khi cậu không ở đây đúng không liền ăn nguyên cú đá tới tấp. Cô cũng muốn đi theo, nhưng quan tâm Usato là một con muốn thoát khỏi bài huấn luyện địa ngục của Jo lại là 10. Ngượng quá nhỏ lè lưỡi rồi bỏ đi, cũng giống lần trước lần này Jo xa cho cậu lời khuyên trước khi đi. Ngoài kia chắc chắn có rất nhiều người mặc định pháp sư trị thương như bọn họ rất yếu thế nên mỗi lần gặp người nào như thế thì cứ tẩn cho ra bã là được. Usato đổ mồ hôi với chính sách bạo lực này của bà chị cơ mà hồng dám cãi, đối với hành trình mới này của Usato josa rất mong chờ. Nghe đến đây cậu thừa hiểu bà chị này đã tin tưởng mình đến nhường nào, cậu nhóc 17 tuổi lại lần nữa rơi nước mắt. Cậu quyết định rồi cậu sẽ ở lại thế giới này và bảo vệ mọi người ở đây, cuối cùng ngày mới cũng đã đến. Trước khi đi hai anh chị tiền bối đã dặn dò cậu rất nhiều, Amako cũng phải chia tay người bà thân yêu. Hai hiệp sĩ Suzune và Kazuki được công chúa tiễn tận cổng lâu đài. Hai người này phải tranh thủ tung ít cơm chó mới chịu được. Sau khi chia tay mọi người, bọn họ chính thức lên đường. Cùng lúc đó Fem cũng đã bắt đầu một hành trình mới. Giống như Usato, Rosa cũng đưa nhóc này đến bìa rừng bắt đầu chuỗi ngày huấn luyện thật sự.